lòng chạnh cảm quê hương nghèo ngặt, đất nước mình quá nghèo sẽ đói tiếp tục. Vậy mà có thằng khờ nó nói ở Mỹ lạc hậu hơn, không nghèo hơn Việt Nam, là đấy là danh từ của cộng sản rồi. Thì cộng sản nó mua chuộc, muốn nói gì thôi. Các nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiềm mặt lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, tức là chúng ta đi lưu lạc hải ngoại lúc nào cũng mong trở về nước Việt, rồi hồi quy thượng cổ tức là cũng mong đất nước trở lại là có vua. Năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim, thì sau này nước Việt có vua là mới gọi là đoàn kết. Chứ còn hay bí thư hay tổng thống thì sao không có đoàn kết, cũng chả ai mà muốn cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam nhiều á, tại vì nó bị ăn vô nhiễm rồi. Ở chỗ nó lá cờ vàng ba sọc đỏ nó chỉ tạm thời lúc đầu thôi nha, để mà đưa người về thôi, rồi sau đó mình họp hội viên hồng lại. Thì hồi xưa mấy clip cũ nó có nói cái đó, còn muốn quốc tế thừa nhận liền chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ trong những thời gian đầu, rồi sau đó mình mới ngồi mình họp lại chọn quốc cờ chung dung, để cho cái giới trẻ hải ngoại và giới trẻ Việt Nam của con ông cháu cha nó hòa đồng lại. Thì cái đó là phải có cái hội nghị viên hồng. Trước khi ngồi hội nghị viên hồng, có cái hội Long Hoa ở Cần Thơ, để mà tất cả những nhân tài về đó để mà ngồi họp lại, có ai có bằng cấp gì, có tài năng gì, giữ chức vụ gì. Thì có nhiều cái hội lắm, hội Long Hoa, hội Long Dân, hội Viên Hồng. Tất cả nghe cái tên thì nghe thấy nó hơi quá ngầu, quá không quá sang, và quá cổ, và quá kinh kệ. Nhưng mà thật sự dịch ra thực tế là một cuộc hội anh tài, hội quốc nội, hội hải ngoại ở Việt Nam, đứa nào mà học giỏi cũng vô ngồi đó họp, để coi đứa nào chọn được. Chỉ có một cái chọn là chọn cái lòng, cái lòng không có tham, đừng có tham nhũng, là giữ chức này chức kia. Nhưng mà cần nhất là học làm người, chứ không phải như cái xã hội bây giờ nó hô lộ, nó tham nhũng từ cái hàng gác đường cho tới cái thằng thuốc ở trên máy lạnh. Hôm nay công an được quyền lấy 85%, y như một cái đảng cướp ở ngoài đường. Chỉ có quốc gia, chỉ có nước Việt Nam nước duy nhất có cái luật này. Nó còn thấy nó xấu hổ. Ví dụ dân có làm sai lấy tiền về nộp cho ngân khố quốc gia, rồi ngân khố quốc gia phát lương lại không, có nghĩa là mai mốt nó muốn lương của nó một tháng lên 500 triệu là nó cứ phạt người ta miết à, có phải là vô pháp vô thiên không? Là nước Việt hiện giờ đang vậy đó. Còn vàng cũng vậy, vàng bạc ai mà giữ giấy tờ, đời ông có nội tôi để lại giao cho tôi làm giấy tờ, không có giấy tờ là của nhà nước, thôi đi cướp của ta cho rồi đi. Hiện giờ Việt Nam là vậy. Còn giá vàng là tăng hơn quốc tế gấp mấy lần, nó thấy dân nó khổ như vậy đó. Lòng dạ của chú Hữu thiệt là như là kim đâm vậy đó. Thì dĩ nhiên cộng sản nó ghét, nó ghét nó tìm ai, ví dụ như hộ thân cái đứa nào đây thì nó tìm người đó, thì nó biết ai giúp đắc lực cho núi Thiên Long Sơn thì nó tìm người đó để nó mua chuộc. Thì một số người của mình tham tiền với lòng không có vững thì bị thôi. Ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Cái là nước Việt sau này nó không có còn như bây giờ, sau này là người hiền không à, là nhờ đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm đầu tiên là có Bi Chí Dũng thì ra làm được công chức rồi, không có hô lộ rồi. Cha cho sư phụ lập đạo xong, đến phần sau cha kêu là phải lo về phần đời. Thì những cái năm gần đây sư phụ nói chuyện toàn là đời không à, tức là chờ Thánh Vương về. Chủ kia bạo ác phải nhường, có nghĩa là cái thể chế hôm nay phải nhường chỗ lại. Võ Dương hữu đức đường đường trị dân, có nghĩa là sư phụ là ngày xưa là Võ Dương, hôm nay tái sanh trở lại thành Ngân Ngô Tuấn Kiệt là cùng một người. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền Đông Pha lèo lái cánh trương, con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nông nải sân si hư việc, còn đám nông nải sân si hư việc đây tôi nói rồi, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Cái câu này làm chấn động cả những người đạo và hảo. Hồi xưa tất cả những bác trong đạo hảo dịch ra từ chữ của Đức Thầy đó, tức là họ có một cái nhà trí thức dịch chữ của Đức Thầy, mà dịch tới cái chữ vua Kiệt không ai dịch nổi.
Vua Kiệt tức là chủ vương là Kiệt, mà chủ vương làm sao mà đi đâu mà hồi quy, mà chủ vương là vua ác nữa. Nhưng mà thời đó Đức Thầy đã đặt tên cho phụ, cha đã đặt tên từ lúc còn ở trên trời, chưa có mang bụng mẹ nữa. Cái này năm 1940, phụ sanh năm 1965 á, tức là 25 năm sau phụ ra đời, thì cái tên đã có rồi. Phải để thời vua Kiệt hồi quy. Đi đâu hồi quy? Thời đó Đức Thầy làm gì biết mình ra hải ngoại mà hồi quy. Thì bây giờ là hồi quy nè. Bởi vì thường thường mấy vị nói cái này, Thiên Long Sơn này là cái thao trường luyện võ, là cái khung thôi, không phải là bức hình. Bức hình là bên nước Việt Nam. À, thủ đô của con là núi Cấm. Hồi xưa Đức Thầy hay la vậy đó. Con cái gì cũng Thiên Long Sơn, Thiên Long Sơn. Tối ngày bỏ một số tiền lớn, tức là 3-4 triệu bạc lo giấy tờ ở đây đó. Bị mấy vị la hoài. Sau này con không có thời gian nghĩ tới nó nữa đó. Làm sao nghĩ được? Không có cái nào mà trên cái dãy núi này mà không có dấu chân của sư phụ. Lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Lối âm tự tức là, thì Đức Thầy nói về chuyện của Đức Thầy, nhưng mà cái câu này nói về sư phụ á, là về sư phụ sinh cho nước Mỹ không có bị tách làm đôi, là cơ vận trễ 5 năm, mở lần cái những nước chờ không nổi, nên nóng nảy sân si hư việc. Nhưng mà hôm nay mấy vị nói là tất cả mọi thứ á, nó đã vô khuôn, vô khớp hết rồi. Nó sẽ xảy ra trong năm nay. Thôi ta đợi mặc tình, dù ai chế nhạo phận mình con. Bây giờ cộng sản nó có dở chiêu gì đi nữa, nó nói sư phụ không phải là thiên tử, nó nói sư phụ là cứ dựa theo mấy bác HO hồi xưa năm 79, rồi cái chiều hướng đó, rồi cái xưng hô này nọ. Có nghĩa ai mà điên mà xưng hô một cái chiều dài 40 mấy năm, bỏ ra 20 mấy triệu với một cái quyền ảo. Cả hôm nay người ta chỉ thương sư phụ là về mặt tâm linh thôi, còn mấy bên chính trị ở ngoài kia người ta cũng đâu có hiểu gì đâu. Có ai đi làm chuyện đó không? Suy nghĩ lại một chút. Cộng sản nó chỉ giỏi nó nói, gặp cho những người mà thiếu trí thức á, cứ lửng lửng rồi nghe nó. Người có điên người ta cũng không có làm cái chuyện mà đi đầu tư mà kiểu mơ hồ như vậy. Bây giờ mấy bác HO, đạo Công giáo hay là đạo Phật hay là tất cả các chùa chiền, làm sao mà họ tin sư phụ? Nhưng mà cơ trời đi đến lúc họ phải tin. Nếu mà mạo danh, tại sao những hòa thượng lớn người ta có thần thông, hay những người mà đồng bóng nhập đồng, người ta có cặp mắt bình thường khác thường mấy con cũng thấy đó, làm sao sư phụ có 7 dòng hào quang được? Thiên tử tức là phải là thiên tử thiệt, chứ không có thể nào giả được, không có thể nào giả bộ được. Chỉ có khi mà con người mà bất kính rồi, không có lòng tin, đã bị mua chuộc rồi, ma quỷ nó thương về cộng. Chúng ta là tiên Phật thì chúng ta chánh nghĩa thương Thượng Đế với Phật, còn ma quỷ nó là thiên ma thì nó muốn nói gì nó nói. Ngày hôm nay sư phụ còn có không đầy tính theo tháng, không đầy bàn tay nữa, tôi không muốn nói nhiều. Mỗi lần nói bị cha mẹ sáng là con á, chuyện nhỏ con cứ phân tâm hoài, con sắp sửa về Việt Nam rồi, lo cho 100 triệu dân sắp đói khổ đang chờ kìa. Rồi là ngày mà hồi quy á, vua Kiệt hồi quy á, thôi chỉ mong tất cả họ thiên các con cũng phải mở rộng vòng tay đón chào lại tất cả, tha thứ tất cả mọi người. Chỉ có con không có vô minh, không có vô minh thì con sẽ làm những đứa chị đứa anh để dạy lại những đứa vô minh ngày hôm nay, chứ không có thù quán, đúng không? Đó là thù nhắn nhủ nè. Hay như là Phật lòng chạnh cảm quê hương nghèo ngặt, đất nước mình quá nghèo sẽ đói tiếp tục. Vậy mà có thằng khờ nói ở Mỹ lạc hậu hơn, giống như nghèo hơn Việt Nam, có nghĩa là đấy là danh từ của cộng sản rồi. Thì cộng sản nó mua chuộc rồi, muốn nói gì thôi. Các nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiềm mặt lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, tức là chúng ta đi lưu lạc hải ngoại lúc nào cũng mong trở về nước Việt, rồi hồi quy thượng cổ tức là cũng mong đất nước trở lại là có vua. Năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim, thì sau này nước Việt có vua là mới gọi là đoàn kết.
chứ còn hay bí thư hay tổng thống thì sao không có đoàn kết, cũng chả ai mà muốn cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam nhiều á, tại vì nó bị ăn vô nhiễm rồi. Ở chùa nó lá cờ vàng ba sọc đỏ nó chỉ tạm thời lúc đầu thôi nha, để mà đưa người về thôi, rồi sau đó mình họp hội viên hồng lại. Thì hồi xưa mấy clip cũ nó có nói cái đó, còn muốn quốc tế thừa nhận liền chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ trong những thời gian đầu, rồi sau đó mình mới ngồi mình họp lại chọn quốc cờ chung dung để cho cái giới trẻ hải ngoại và giới trẻ Việt Nam của con ông cháu cha nó hòa đồng lại. Thì cái đó đó là phải có cái hội nghị viên hồng. Trước khi ngồi hội nghị viên hồng có cái hội Long Hoa ở Cần Thơ, để mà tất cả những nhân tài về đó để mà ngồi họp lại có ai có bằng cấp gì, có tài năng gì, giữ chức vụ gì. Thì có nhiều cái hội là hội Long Hoa, hội Long Dân, hội Viên Hồng. Tất cả nghe cái tên thì nghe thấy nó hơi quá ngầu, không quá sang, và quá cổ, và quá kinh kệ. Nhưng mà thật sự dịch ra thực tế là một cuộc hội anh tài, hội quốc nội, hội hải ngoại ở Việt Nam, đứa nào mà học giỏi cũng vô ngồi đó họp để coi đứa nào chọn được. Chỉ có một cái chọn là chọn cái lòng, cái lòng không có tham, đừng có tham nhũng, là giữ chức này chức kia. Nhưng mà cần nhất là học làm người, chứ không phải như cái xã hội bây giờ nó hô lộ, nó tham nhũng từ cái thằng gác đường cho tới cái thằng ở thuốc ở trên máy lạnh. Hôm nay công an được quyền lấy 85%, nó y như một cái đảng cướp ở ngoài đường. Chỉ có quốc gia, chỉ có nước Việt Nam nước duy nhất có cái luật này. Nó còn thấy nó xấu hổ không? Ví dụ dân có làm sai á, lấy tiền về nộp vô ngân khố quốc gia, rồi ngân khố quốc gia phát lương lại không? Có nghĩa là mai mốt á, nó muốn lương của nó một tháng lên 500 triệu là nó cứ phạt người ta miết à. Có phải là vô pháp vô thiên không? Là nước Việt hiện giờ đang vậy đó. Còn vàng cũng vậy, vàng bạc ai mà giữ giấy tờ? Đời ông có nội tôi để lại giao cho tôi làm cái giấy tờ. Không có giấy tờ là của nhà nước. Thôi đi cướp của ta cho rồi đi. Hiện giờ Việt Nam là vậy. Còn giá vàng là tăng hơn quốc tế gấp mấy lần. Con thấy dân nó khổ như vậy đó. Lòng dạ của chú Hữu thiệt là như là kim đâm vậy đó. Thì dĩ nhiên cộng sản nó ghét. Nó ghét nó tìm ai. Ví dụ như hộ thân cái đứa nào đây thì nó tìm người đó. Thì nó biết ai giúp đắc lực cho núi Thiên Long Sơn. Thì nó tìm người đó để nó mua chuộc. Thì một số người của mình tham tiền với lòng không có vững thì bị thôi. Ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Cái nước Việt sau này nó không có còn như bây giờ. Sau này là người hiền không à, là nhờ đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm đầu tiên là có bi chí dũng, thì ra làm được công chức rồi, không có hô lộ rồi. Cha cho sư phụ lập đạo xong, đến phần sau cha kêu là phải lo về phần đời. Thì những cái năm gần đây sư phụ nói chuyện toàn là đời không à, tức là chờ Thánh Vương về. Chủ kia bạo ác phải nhường, có nghĩa là cái hệ chế hôm nay phải nhường chỗ lại. Võ Dương hữu đức đường đường trị dân, cái nghĩa là sư phụ là ngày xưa là Võ Dương, hôm nay tái sanh trở lại Thạch Ngân Ngô Tuấn Kiệt là cùng một người. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền Đông Pha lèo lái cánh trương, con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nông nải sân si hư việc, một đám nông nải sân si hư việc đấy, tôi nói rồi, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Cái câu này á làm chấn động cả những người đạo hòa hảo. Hồi xưa tất cả những bác trong đạo hảo á, dịch ra từ chữ của Đức Thầy đó. Tức là họ có một cái nhà trí thức dịch chữ của Đức Thầy, mà dịch tới cái chữ vua Kiệt không ai dịch nổi. Vua Kiệt tức là chủ vương là Kiệt, mà chủ vương làm sao mà đi đâu mà hồi quy, mà chủ vương là vua ác nữa. Nhưng mà thời đó Đức Thầy đã đặt tên cho sư phụ rồi, cha đã đặt tên từ lúc còn ở trên trời chưa có mang bụng mẹ nữa. Cái này năm 1940, sư phụ sanh năm 1965 á, tức là 25 năm sau sư phụ ra đời thì cái tên đã có rồi. Phải để thời vua Kiệt hồi quy. Đi đâu hồi quy? Thời đó Đức Thầy làm gì biết mình ra hải ngoại mà hồi quy. Thì bây giờ là hồi quy nè. Bởi vì thường thường mấy vị nói cái này, Thiên Long Sơn này là cái thao trường luyện võ, là cái khung thôi, không phải là bức hình. Bức hình là bên nước Việt Nam. Thủ đô của con là núi Cấm. Hồi xưa Đức Thầy hay la vậy đó. Con cái gì cũng Thiên Long Sơn, Thiên Long Sơn. Tối ngày bỏ một số tiền lớn, tức là 3-4 triệu bạc lo giấy tờ ở đây đó, bị mấy vị la hoài. Sau này con không có thời gian nghĩ tới nó nữa đó.
làm sao ông nghĩ được, không có cái nào mà trên cái dãy núi này mà không có dấu chân của sư phụ. Lối Âm Tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Lối Âm Tự tức là, thì Đức Thầy nói về chuyện của Đức Thầy, nhưng mà cái câu này nói về sư phụ á, là về sư phụ sinh cho nước Mỹ không có bị tách làm đôi, là cơ vận trễ 5 năm, mở lòng những nước chờ không nổi, nên nóng nảy sân si hư việt. Nhưng mà hôm nay quý vị nói là tất cả mọi thứ á, nó đã vô khuôn, vô khớp hết rồi. Nó sẽ xảy ra trong năm nay. Nó thôi ta đợi mặc tình, dù ai chế nhạo phận mình không. Bây giờ Cộng sản nó có dở chiêu gì đi nữa. Nó nói sư phụ không phải là thiên tử. Nó nói sư phụ là cứ dựa theo mấy bác HO hồi xưa năm 79, rồi cái chiều hướng đó, rồi cái xưng hô này nọ. Có nghĩa ai mà điên mà xưng hô một cái chiều dài 40 mấy năm, bỏ ra 20 mấy triệu với một cái quyền ảo, cả hôm nay người ta chỉ thương sư phụ là về mặt tâm linh thôi, còn mấy bên chính trị ở ngoài kia người ta cũng đâu có hiểu gì đâu. Có ai đi làm chuyện đó không? Suy nghĩ lại một chút. Cộng sản nó chỉ giỏi nó nói, gặp cho những người mà thiếu trí thức á, cứ lửng lửng rồi nghe nó. Người có điên người ta cũng không có làm cái chuyện mà đi đầu tư mà kiểu mơ hồ như vậy. Bây giờ mấy bác HO, đạo Công giáo hay là đạo Phật hay là tất cả các chùa chiền, làm sao mà họ tin sư phụ? Nhưng mà cơ trời đi đến lúc họ phải tin. Nếu mà mạo danh, tại sao những hòa thượng lớn người ta có thần thông, hay những người mà đồng bóng nhập đồng người ta có cặp mắt bình thường khác thường mấy con cũng thấy đó, làm sao sư phụ có 7 dòng hào quang được? Thiên tử tức là phải là thiên tử thiệt, chứ không có thể nào giả được, không có thể nào giả bộ được. Chỉ có khi mà con người mà bất kính rồi, không có lòng tin, đã bị mua chuộc rồi. Ma quỷ nó thương về cộng, chúng ta là tiên Phật thì chúng ta chánh nghĩa thương Thượng Đế với Phật, còn ma quỷ nó là thiên ma thì nó muốn nói gì nó nói. Ngày hôm nay sư phụ còn có không bày tính theo tháng, không đầy bàn tay nữa, tôi không muốn nói nhiều. Mỗi lần nói bị cha mẹ sáng là con á, chuyện nhỏ con cứ phân tâm hoài, con sắp sửa về Việt Nam rồi, lo cho 100 triệu dân sắp đói khổ đang chờ kìa. Rồi là ngày mà hồi quý á, vua kịp hồi quý á, hồi chỉ mong tất cả họ thiên các con cũng phải mở rộng vòng tay đón chào lại tất cả, và tha thứ tất cả mọi người. Chỉ có con không có vô minh, không có vô minh thì con sẽ làm những đứa chị, đứa anh để dạy lại những đứa vô minh ngày hôm nay, chứ không có thù quán, đúng không? Đó là vô nhắn nhủ nè. Thế như là Phật ngay trong lúc này, núi của mình bị gọi là under attack bởi thế lực vô thần trắng và đen, hôm nay phải phân định lưỡng cực. Thì Sư phụ đã từng nói, lúc mà ngồi nhập thất ra có nói, hôm nay cũng nhắc lại, họ thi cũng vẫn tiếp tục sàng lọc cho tới ngày Đức Thầy xuất hiện. Cha, hồi sáng Sư phụ nói chuyện với cha, cha cũng nói là tất cả phải giữ lòng tin với Đức Thầy, với cha là Thượng Đế, Đức Thầy là Đức Quỳnh Phú Sổ, và phải tin Minh Dương là Sư phụ. Phải giữ lòng tin, ai nói kiểu nào thì cũng phải giữ lòng tin. Đó là lời của mấy vị vừa mới nhắc. Mình chỉ nhắm cái đó thôi. Còn những cái gì, cái thế gian này nó ghê lắm. Nếu không, Cộng sản nó không có thể gạt được cả thế giới cả 100 năm này đâu. Vì chúng ta không có bi trí dũng. Nếu chúng ta có bi trí dũng, ngày xưa cuốn sách Các Mác Lenin á, nó dục thùng rác ngày đầu tiên khi người ta nhận dạng ra nó rồi, thì nó mới lan tràn tới ngày hôm nay, tai hại cả 100 năm là vậy. Cha mẹ cũng thường nhắc nhở. Mới sáng cho hộ gặp, nói chuyện với cha, nói chuyện với mẹ, mẹ cũng nhắc con xuống trần đạt được mục đích. Cái Thiên Long Sơn này nó đã nói lên tiếng nói riêng của nó rồi, con đã thành công cái này rồi, sau này con không có thời gian để nghĩ về nó nữa. Hôm nay con cũng đã làm xong một nhiệm vụ mà gần mấy tháng trước mấy chị dì đã giao phó, đó là thanh lọc họ Thiên để mà chọn lại những đứa hiền tài, để mà sau khi sư phụ không còn giờ giấc về cái núi này nữa, thì những đứa họ Thiên đó là những đứa là chủ tiếp quản cái núi này. Cái núi này hiện bây giờ trên giấy tờ của Cali nó có, ai mà làm trong Cali làm ơn coi.
Nó là Thiên Tâm LLC làm chủ 500 mảnh đất này. Thiên Tâm Religion hợp thức hóa ở Mỹ, chỉ không có hợp thức hóa bên Việt Cộng thôi. Không có nghĩa là đạo này là không có hợp thức hóa, nhưng luật pháp của Mỹ có non for office, vụ đóng thuế hàng năm, hợp thức hóa của Mỹ đàng hoàng. Có cuốn kinh ở trong cái kho của Mỹ và có hình tượng cha mẹ, là một cái đạo riêng, Mỹ hợp thức hóa nên nhớ rõ. Và Thiên Tâm Religion occupy cái dãy núi này 100 năm. Và option to renew $1 for 100 years. Thì có nghĩa là cái gì? Sư phụ nói rõ để lên trên cao đi mà coi. Có nghĩa là cái núi này tặng cho cộng đồng năm forever mãi mãi đó. Họ Ngô, con của sư phụ, có cái hãng tài sản sư phụ ngoài kia 1 tỷ đô. Tụi nó không có cần cái núi này. Nên nhớ những lời sư phụ nói, lời đây là 100 năm. Mấy con sống 100 năm nữa không? Tới 100 năm sau cứ renew tiếp. Tiền của chúng ta xài là mỗi năm hãng của sư phụ làm mấy trăm triệu. Đôn nấy khoảng 5 triệu vô cái núi này để mà xây dựng. Và đang tiếp tục đôn nấy vô 5 triệu. Lệnh của Mỹ cho tax rate of 50%. Nhưng tiền mặt của sư phụ vẫn bỏ vô 2 triệu rưỡi. Để chúng ta ăn uống xài hay trồng cỏ hay này. Chưa có ai cho sư phụ 1 cent nào trên này. Và sư phụ cũng không có cần đứa nào tiền nữa. Chỉ cần cái lòng, cái tâm và cùng chí hướng, đó là chánh nghĩa, để chúng ta đi về Việt Nam để cứu dân tộc chúng ta. 100 triệu dân đang ngồi ngóp chờ chúng ta. Sư phụ chỉ cần vậy thôi. Nên nhớ rõ, ở Mỹ này nó có luật pháp. Còn những ai ngoài kia mà không hiểu, ở Mỹ này nó có luật hãng. Tuy là 2-3 đứa con sư phụ run cái hãng đó, nhưng mà tập đoàn luật sư nó có 3 tập đoàn lo công việc của hãng. Thù đóng hàng tháng á, mỗi thằng mấy chục nghìn, nó cũng rảnh lắm. Ai đụng tới cái nguồn lợi của income, danh dự của sư phụ là nguồn lợi của hãng, 500 nhân viên và tập đoàn luật sư nó sẽ lôi ra, nên cẩn thận. Sư phụ chỉ nói vậy là dùng. Sư phụ thì rất là từ bi, không có làm dài. Nhưng mà cái gì á, cũng phải rõ ràng thì mình mới gọi là làm đúng. Còn mơ mơ, ảo ảo, hồ hồ, mà kiểu như Hồ Chí Minh hay nói như giỏi thì sáo đó, nhỏ khùng á, chúng ta cũng có một thằng khùng á, đệ tử khùng. Cộng sản đã xâm nhập vô cái núi này, nghĩa là đã mua chuộc được một số người lớn ở trong cái núi này, cho nên tất cả các con phải cẩn thận. Người nào, đứa nào mà càng gần với Hồ thì phải càng giữ số điện thoại. Họ rất là nham hiểm, họ phải lựa mặt được người, họ phải nằm trà trộn trong cái này nè, họ ngồi chung với chúng ta. Mỗi ngày họ biết ai là ai, đứa nào làm được gì, đứa nào họ làm gì. Cho nên gần cho hội dân nào càng nguy hiểm chừng đó. Và đồng thời cách đây khoảng một tháng mấy, thì hội có nói cộng sản nó dở cái chiêu cái video cuối cùng. Thì ngày đó là ngày tàn, đúng vậy. Hôm nay là ngày tàn của cộng sản, của chế độ vô thần. Là vì kiêu binh đã nắm hết chính quyền nước Việt. Thì đó là một triệu chứng của một thời đại sắp thay đổi. Thì hôm nay nước Việt cũng là trở về cái thời đó. Đó là thường tất cả những quốc gia mà khi vào lâm cảnh này thì gọi là một cái triều đại sắp thay đổi. Và cộng lại bao nhiêu hiện tượng sắp xảy ra, dân miền Bắc sẽ tràn vào miền Nam, nhất là vào vùng miền Tây núi Cấm, để mà họ tìm cuộc sống khi có chiến tranh loạn lạc xảy ra. Mấy vị kêu á, lấy mấy cái kênh cũ xuống. Tại vì lúc thời xưa cơ trời có đi 90%, 10% là do cha với Phật. Sư phụ nói là hồi đó Đức Thầy nói là cả ta tiên tri 6 quyển sấm cơ của miền Tây cũng là 80-90%. 10% là Phật với cha là người quyết định cuối cùng. Con sắp sửa đi vào nước Việt thì họ sẽ gom lại thành một cuốn phim để họ chiếu. Những cái gì con nói sai lúc mà con nắm chính quyền, mấy vị kêu lấy xuống, rồi từ từ mình nói lại giống như giờ vậy đó. Thì sư phụ lấy xuống, rồi để sau khi mai mốt về thì phụ bỏ lên lại. Nó cũng nằm ở trong cái private YouTube thôi. Thu từ từ sẽ bỏ trở lại hết, đừng có lo. Chỉ có lúc này là lúc gây cắn phải không? Tại vì lúc mà cái nhóm nhỏ mà chống á, nó vẫn còn cực đoan, nó vẫn tin là Hồ Chí Minh muôn năm. Hồ Chí Minh chỉ có 50 năm chiếm miền Nam thôi, chứ không có muôn năm được. Sẽ trả lại
cho nước Việt, trả lời cho 100 họ. Tại nước Việt không có thuộc về ai là chủ của 100 dòng họ, họ Trần, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Phan, họ này họ nọ làm chủ, chứ không có phải là họ Nguyễn hay là họ Tô. Thân khẩu ý, khi mình đã sai phạm rồi và mình đã ấy rồi, mình sai phạm với một cái level thấp thì tội sám hối nó có thể một đời, nhưng mà khi mình sai phạm lớn nó tội nặng, cũng giống như là Phật chảy máu, giống như đốt chùa, giết thầy. Còn những người mà phản thầy phản bạn, những người đó muôn đời và mãi mãi, cả đời này về đẫn đời sau, khó mà có tốt với ai lắm, khó mà có một cuộc sống an bình hạnh phúc lắm. Khi cái tâm tham sân si và phản thầy phản bạn rất là khó. Các đệ tử hồi thiên trên thế giới gắn nhớ, những người phản thầy phản bạn bất cứ lúc nào họ cũng có thể phản mình, phải coi kỹ. Do tự nhiên mà sanh ra cái đạo, do lòng con người quá sức hỗn độn, và hàng tu sĩ 2500 năm Phật giáo không có độ được nhiều quá khó, cho nên hôm nay mới có nạn ma tăng tràn lan khắp nước Việt và làm cho lạc lòng tin của mọi người. Tại sao nước Việt đảo chánh gần mấy tháng nay rất là khủng khiếp, kiêu binh nắm hết chính quyền, trong vòng 2-3 tháng những trong tứ trụ bộ chính trị đều bị đuổi về giường hết mà không ai biết, truyền thông lên báo cũng chả ai đọc. Một cái quốc gia gì kỳ cục mà chạy theo. Hôm nay nói chuyện mà có nhiều người comment hỏi à, có ông sư mà đi ngoài đường á, chú không có cho đó là sư. Nếu một sư thiệt mặc một áo vàng, dầu cho tứ cố vô thân không cần gì, thì cái áo vàng nó có rách lủng lỗ đi nữa đó, cũng không có kim, không có tiền, không có chỉ để mai nữa. Tại sao phải lựa nhiều màu giống như đồ modern mà showbiz vậy đó? Rồi ai đâu mai, ngày mai cái đó vô, nhìn bao nhiêu đó thôi, thấy nước Việt cái trí tuệ như thế nào. Mà nếu nói thì đụng chạm, bao nhiêu thôi mình biết đúng biết sai rồi, tất cả con ngồi suy nghĩ đi, thì bao nhiêu đó còn hiểu thử. Mà ngay trong lúc nước Việt đang bị đảo chánh, vậy mà có thể đánh lừa cả một dân tộc, cũng y như kiểu Hồ Chí Minh cầm cục gạch mà nung đỏ vậy đó, chánh và tà, thiện và ác. Đến lúc giờ chót, cái ác sắp sửa ra đi thì họ dùng dãy mọi tứ bề. Thế gian này chúng ta học không bao giờ hết những bài học. Chúng ta chỉ có theo một người thầy, một đấng bề trên của Thượng Đế là chúng ta ăn chắc ăn nhất cho khỏe. Còn các đệ tử hàng dưới hay là các quý vị không có no nghe và cũng không có nói chuyện được với Thượng Đế, thì có ở đây nói chuyện được, có nghe được thì ở đây lập lợi. Ở đây làm sai thì ở đây bị nghiệp, bị tội. Mà cũng không nghe nữa thì giờ muốn gì giờ? Xuống trần cũng vậy. Tất cả nhân loại đa số không bao giờ tin tưởng tâm linh, không bao giờ tin tưởng những cái gì mà khi mà mình có nạn mình mới khấn, còn hết nạn mình mạnh khỏe mình quên mất tiêu không à. Mà sư phụ lên mạng 5 năm nay nhắc nhở từng ngày từng phút, sư phụ làm sai sư phụ sẽ bị cái nghiệp, đệ tử làm sai sư phụ đệ tử sẽ bị nghiệp nặng gấp 10 lần. Là gì? Cản trở một người làm từ thiện là muôn trùng người khác sẽ bị mất phước, nghiệp trùng trùng, tội nó gọi là tứ đại trọng tội, đốt chùa, làm Phật chảy máu, giết cha mẹ ruột. Nhắn nhớ, nước Việt sắp sửa đón chào một cái người mới, một quốc gia mới, thay đổi mới. Các vị đấng bề trên cũng rất là bận rộn cho nước Việt. Sư phụ đây càng bận rộn nữa, phải đi chu du, phải đi đây đi đó, ngoại giao gì mặt đời. Tại vì tâm linh một chuyện, tiên cơ một chuyện, mặt đời á mình cũng phải tự dùng cái trí tuệ của thế gian bát nhã. Tối ngày sư phụ cứ nghĩ cho dân tộc nước Việt, nghĩ cho cái quả địa cầu này sớm có trở lại bình thường giống như trước ngày chúng ta bị Covid, trước ngày mà trái đất này bắt đầu nó gọi là bị khảo 7 năm lận đận lao đao á, mà trong kinh Đức Thầy thường nói đó. Một số người không hiểu làm cản trở, gọi là đại đại nghịch thiên, đại đại trọng tội đó. Trên mới nói cái gì mà mình nghĩ cho cái tôi của tôi á,
tôi là riêng thì là không đúng, mà nghĩ cho chung, cho tất cả mọi người thì là đúng. Thấy sai là đúng, thấy đúng mà sai. Nên tất cả mọi người phải cho chánh kiến, phải coi cho kỹ. Họ làm kiểu nào không biết, miễn sao cho dân tộc Việt Nam, cho thế giới này, cho đạo Thiên Tâm, cho Thiên Long Sơn được trường tồn. Núi Thiên Long Sơn hôm nay nó yên lặng như là hồ, mặt hồ, không còn phe phái, không còn những cái chuyện gọi là gai mắt trái tai nữa. Nguyên Thiên Tấn Kiệt này, Ngô Tuấn Kiệt này, Thái Tử Thiên Nhãn chưa bao giờ làm sai 12 giới luật của cha cho, tới ngày hôm nay cũng chưa có phạm giới. Còn ai mà chạy theo tham này tham mong, câu này mê tín nọ, thứ nhất không đọc kinh cha mẹ là phạm giới số 11, 12 rồi, là đại phạm tội. Thứ hai còn giọng ngữ vô gián địa ngục, cản trở những người làm chuyện tốt. Thà mình không làm tốt thì là chuyện của mình, mà mình cản trở người khác làm chuyện tốt là giống như giết Phật vậy đó, giống như đốt chùa. Trong kinh Phật có nói, coi lại đi. Ví dụ nha, chuyện Linh Dương là một chuyện nó như thế này. Vào một cái cực kỳ xấu, cái gì nó cũng xấu á, hạ hạ hơn mà, cái gì cũng xấu. Rồi chuyển qua một cái thời đại cực kỳ sung sướng, tốt, cái gì cũng tốt á, người là người tốt không à. Thì chỉ có con Thượng Đế mới xuống làm được cái chuyện này. Mà không phải một mình con Thượng Đế, mà là 5-7 nghìn người, Phật Thánh Tiên đi chung nữa. Thì mỗi một người nhận một nhiệm vụ xuống để mà phò Thiên Tử. Tại cái quả địa cầu này không có ai là chủ hết, chỉ có mẹ mới là chủ thôi, Phật Mẫu. Cha là tạo ra chúng ta, cái này chỉ là cái lớp học nha, đừng có tưởng cái này là thiệt. Cái xác này là đang đóng kịch nha, chứ phụ chiếc thân nhiều thành tinh các hiện giờ luôn á. Một thiên nhãn trên trời chiếc thân ra 5-7 cái thành tinh cả chục luôn á. Còn Thiên Tử thiệt cũng đang đi vòng vòng ở trên trời vậy đó. Cái này chỉ là giống như một cái DNA thôi, thành gan vậy. Chuyển một cái cách sống, chuyển một cái pháp môn, cái nghĩa là công giáo cũng không có hữu hiệu trong thời nay, Phật giáo càng không hữu hiệu. Cho nên mà nhân loại á, thì thiên ma thì nó sợ nhất là gì? Sợ nhất là Thượng Đế. Cho nên nước Việt Nam mình đâu có biết ông trời, cho nên cái lon sữa bò mà thờ trước cửa nhà của ông bà mình hàng mấy trăm năm nay á, từ lúc mà Hồ Chí Minh lên nắm quyền á, chắc dục hết vô rác, đâu có biết ông trời là ai. Thì từ đó nước Việt mới bị nghiệp rất là nặng. Thì hôm nay phải biết, hôm nay có chân dung của mẹ, của cha, đó là thật. Mỗi lần cha mẹ hiện giờ là hai chân dung mình biết á, đứng trước mặt chú phụ á, cũng là cha vuốt rau ngồi nói chuyện. Thì mình có chân dung là nước Việt đầu tiên biết được chân dung của Thượng Đế, là có đại phước, là nhờ chú phụ. Cả Do Thái ngày xưa chỉ biết mặt Chúa Giê-xu thôi, chứ cha của Chúa Giê-xu đâu biết. Hôm nay cũng Chúa Giê-xu ngồi đây, nhưng mà lần này á, là nước Việt Nam có phước hơn, là do chú phụ sinh. Là bây giờ bưởi ma nó sống cùng chung thời cuối cùng hạ quan với chúng ta, trước khi mà qua một thời cực kỳ vàng son, thời thánh đức, thời của Phật Di Lạc hạ thế, đức thầy xuất hiện, ngài đã mất tích gần 100-mấy năm, thời toàn là Phật thánh tiên để ca, để mà điều hành nước Việt, để mà đưa nước Việt lên cường quốc, chứ không phải thời ma quỷ như bây giờ của sao vàng bản đỏ sẽ rụng đầu nay mai, không phải thời này. Thì nó có cha cho một cái bài học thú đi địa ngục lên Atula, tất cả mọi giới đều đầu thai vào cái thời đại chúng ta. Những cái người nào mà có đại duyên đại phước mà hiểu được cái lý này á, khi mình mang dấu thiên tâm mình sẽ bị khảo nặng lắm. Tại vì đeo dấu thiên tâm thời nay sẽ tránh rất là nhiều tai nạn. Cả hôm nay đảng viên cũng nên đeo dấu thiên tâm, là vì tất cả những vị thần, những vị thánh của nước Việt đều nhận dạng vô cái cổ của mình. Ai có dấu thiên tâm, người đó sẽ không có bị chết đột tử. Cái tích lũy nghiệp hay cái định nghiệp nó đến một cái bất ngờ mà không có biết tu, không biết xả ra, giống như không biết xì ra chút chút á, nó bể thôi à. Giống như em mình mới để ma kỳ rồi cũng vậy á, mình phải lại sám hối và mình phải đeo dấu thiên tâm, bảo đảm các con không có bị gì hết.
ở bên kia khổ, chúng ta khổ, mà bên kia làm sao sướng được? Bên kia muốn sướng chỉ thứ nhất là phải hiểu ông Trần Trình ở ngoài Bắc, phải hiểu ông nói cái gì. Dân miền Nam phải hiểu Đức Phật Thầy Tây An nói cái gì, và hiểu ông Sư Giải Bán Khoai nói cái gì, phải hiểu ông Phật Chùm nói cái gì, cái người cuối cùng là Đức Bình Vũ Sổ nói cái gì. Trong đó đều nói một điều, khi nào mà minh dương trị quốc, thế giới mới bình an. Khi nào cái bằng chân này mà chưa bước vô Việt Nam, nước Việt sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi. Mấy con muốn cá kiểu nào cứ cá đi, chứ không phải nói hay, trên nói rồi. Cái bàn chân này mà chưa bước vô nước Việt, nước Việt không bao giờ ngóc đầu nổi, lặp lại lần thứ hai luôn á. Trên nói chứ không phải ngã mạng đâu. Nếu không tất cả sấm cơ của những gì đó sẽ đi sai thành tiểu thiết à. Có nghĩ những nhà lỗi lạc thời xưa có phải là đi rảnh đi giết tiểu thiết cho ngày hôm nay chúng ta coi không? Hôm nay các con đừng có cần phải bỏ mấy clip mới gì lên. Năm nay 5 năm Sù đã làm xong nhiệm vụ cho thế gian rồi. Hôm nay Sù phải tập trung thời gian để mà nghĩ mấy vị nói ngày mà con về nước, tiền đâu con lo 100 triệu dân, vừa y tế không có, vừa đói. Sù đang lo một cái ngân khố khổng lồ, chứ không phải lên đây ngồi nói mấy cái này. Nói là nói đủ rồi. Mấy vị kia nói ngài không có cần phải chạy theo trên mạng nữa, ngài chỉ là ngồi yên ngồi thiền để mà ở trên dạy cho ngài phải làm cái gì. Sư phụ phải ngồi yên một chỗ, thầy sư phụ nghe được ở trên dạy cái gì, còn phụ lăng tăng mà lên đây ngồi nói cái này là do cái trí tuệ sư phụ nói. Ý là gọi là nhập thất, nhập thất giờ này sao nhập nổi con. Nước Việt bây giờ đen giống như trên chảo lửa. Mấy ông nội đã sống một đêm á, sáng nó gì cũng không biết làm sao mình còn sống không. Thì phụ ngày hôm nay nhìn thấy dân tộc Việt Nam mình nó đói khổ, lòng dạ cũng chịu quá nổi, làm sao nhập thất nổi. Những ngày kế tiếp là những ngày nhiều biến động của thế giới luôn á. Rồi giống như ở Việt Nam có mấy cái hiện tượng, tại vì khi con người á không có chuyện làm ăn, không có cái gì gọi là món ăn tinh thần đó, thì cộng sản nó đang đảo chánh, rồi đảo chánh ngầm, và bộ chính trị và lãnh đạo đang xáo trộn, thì họ muốn đẩy lửa để cho dân chạy theo một cái gì náo nhiệt, để cho dân đừng có nổi loạn, cho dân đừng có đứng lên. Và đồng thời họ nó cũng y như chuyện cộng tóc, mà cộng tóc cỏ đó của Phật. Nhìn thấy một cái dân tộc mà trí tuệ rất thấp như vậy, một cái gì ồn ào ngoài đó, rồi họ lập ra một cái ban bệ để mà đi tới chỗ nào thì cái chỗ đó có nhiệm vụ phải là đánh trống thổi kèn lên vậy đó, tức là đều có sự sắp đặt sẵn để mà đánh cái lòng dân đi hướng khác. Giống như một người mà thật sự giống như những nhà lỗi lạc Tây Tạng hay là của nước Việt, họ tu thật, tu chỉ cần Phật trời biết, không cần để cho nhân loại biết, đó mới là tu thật. Cho nên một quốc gia từ lãnh đạo cho tới nhân trí rất là thấp, về đường tu cũng rất là lu mờ. Cái gì thật thì không có hiểu, cái gì giả thì cứ chạy theo. Cho nên sau này tất cả mọi thứ sẽ đều vào lịch sử của cái thời đại gọi là cái thời đại hèn yếu và xấu hổ nhất của dân tộc Việt Nam trong gần 5-7 nghìn năm lập quốc, và đã chống chọi với Tàu 5 nghìn năm mà vẫn không có thôn tính được nước mình. Đến ngày hôm nay không hiểu làm sao mà phải nhảy khí nữa, chỉ có nhược khí thôi. Thì cái tội nghiệp giống như đàn cá mà bị khờ khờ vậy. Bộ chính trị của Việt Nam cũng khao đao không, sư phụ sắp về nước và chuyện sinh hoạt và chuyện thay đổi lịch trình cũng khác. Rồi chuyện của ông Trump, ông cũng đang kể người trắng vô tờ Bạch Ốc thiên ngang. Tổng thống Iran mà nói mà không bị trục thăng, mấy vị là người đẩy chiếc trục thăng nó sập rớt xuống á, thì cũng là có lý do. Những cái thằng mà ác á liều là chết yểu để làm chi, nếu mà tổng thống Iran mà không sập trước, không có bị rớt chiếc máy bay á, trục thăng đó, thì là chiến tranh nguyên tử nó nổ ra làm sao.
Lời thụ nói hồi bữa hổm giờ là chặt sao không có chặt được, sao không có bôn nguyên tử, và cũng sao không có nhiều người chết giống như 10 chết 7 gồm 3, không phải là chết 7 tỷ người. Phật, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại ngay cái cội Long Hoa, cây nè, cây Long Hoa. Sau này Đức Thầy sẽ qua Mỹ ngồi ngay chỗ này nói chuyện với hết mấy đệ tử Hòa Thiên. Ngày của Minh Dương sắp về nước, tính theo ngày đồng hồ đi ngược, cho nên những cái clip lấy xuống hết để mà độ được những chúng sanh lì lợm cứng đầu, chính trị gia thông minh lỗi lạc. Thì đồng hồ đi ngược, mỗi ngày tính mỗi ngày, nó cũng giống như bộ chính trị và lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản, cũng mỗi ngày tính mỗi ngày. Tất cả những lãnh đạo và đảng viên cao cấp của Việt Nam cũng đang giống như đang nồi trong cái gì ta, cái nồi nước sôi vậy đó, chảo lửa vậy đó. Đêm và sáng vậy, không biết ông nào bị luộc. Thì bên này cũng vậy, một lãnh đạo mới cũng sắp sửa đi về để mà lo cho một cái dân tộc suốt 80 năm bị quỷ ma, thiên ma đó đầu thai vô làm nước Việt, hả cái nghiệp làm than đói khổ 50 năm, nắm quyền 50 năm, thụt lùi 50 năm, dân ngu dốt xuống, nhà thu nhập mất 90%, cái gì cũng xuống hết. Tóm lại đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có giúp ích gì được cho nước Việt từ sau năm 75. Chỉ có dơ dét tài nguyên thiên nhiên của nước Việt và làm cho dân đói khổ, nghèo nàn, thụt lùi. Rồi cấu kết với ngoại bang Trung Cộng để bán nước. Cho nên Thượng Đế thấy những cảnh khổ này chịu không nổi, mới cho con của Ngài xuống để làm lại một cái nước. 100 bộ lạc từ thời vua Thần Năm Nông không có thể bị diệt chủng một cách dễ dàng như vậy. Đảng Cộng sản đã bán nước cho Trung Cộng. Bất cứ thằng nào lên làm lãnh đạo của nước Việt bây giờ đều sau lưng là bán nước cho Trung Cộng hết. Thì bề trên có nói, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng nói, sau này con về làm lãnh đạo nước Việt phải lấy ân báo oán, giống như ta thời xưa lo ngoại bang mà quên đi thù nhà. Thì sư phụ đã hứa với cha và tất cả các chư Phật trong mười mấy hai chục năm qua, mỗi ngày đều được các chi dạy bảo, là sau này sẽ không có trả thù đảng Cộng sản và những người ở ngoài miền Bắc, họ không cần phải lo. Tại vì cái nguồn máy của búa liềm các Mác Lênin là ác, những người làm ác, những người operate cái bộ máy đó thì chẳng qua là đi theo với đó, chứ họ không có muốn mà cũng phải làm theo của cái nguồn máy. Cho nên sau này không có trả thù người Bắc, không có cần phải lo một cái thể chế mới trả thù, cho nên an tâm phần đó. Chỉ dẹp đi cái nguồn máy ác và dẹp đi những cái người bán nước, lấy ân báo oán, lấy từ bi xóa hận thù, lấy đạo đức để mà lo cho dân, lấy bác ái công bằng để mà giao du với lân bang, đưa đất nước lên phát triển thành cường quốc trong vòng vài năm. Tóm lại là tất cả mọi người, giàu cho có đạo không có đạo, đều phải ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng thì vừa có sức khỏe, vừa có nguồn vui và vừa không có bị ra đi đột xuất. Đó là thật. Mà cách ngồi thiền là vậy. Này đang dạy cho mega Hollywood nha. Bất ấn tâm một bị tại, nếu mà ngồi thiền mà không bất ấn á, mấy thằng ma tới nó hung mình, không cho nó hung. Bất ấn cũng giống như là súng lên đạn để cái bên vậy đó. Ấn này gọi là ấn tâm muội, ngồi giữa rừng sâu nước độc cũng không có chuyện gì. Để vô đây nè, này ta phải ta trái. Cái này phụ dạy cho năm loại mà khó độ á, kiến cận rồi luôn. Mỗi ngày nửa tiếng thôi sẽ không có bị ra đi đột xuất. Ngón cái nằm trên ngón danh là tay phải, ngón cái nằm trên ngón giữa là tay trái, rồi hai cái bỏ nhau rồi lót lại. Cái quan trọng nhất là cái xương sườn của mình nó phải thẳng, ngồi trên cái gối mà ngồi 1/4 cái gối thôi.
thì khi mình với cái tư thế đó là bảy cái luân xa ở sau lưng mình, nó sẽ bắt đầu nó quay, nó cũng giống như nó ngay khớp thì nó mới quay, nó mới chạc điện được. Còn nếu mà ngồi nhẹ nó không có chạc điện, hay ngồi nghiêng nghiêng cũng nó cũng khó, nhưng mà nó yếu. Cho nên cái xương sống phải thẳng thì máu huyết nó mới flow, thì cái luồng điện nó chạy vòng vòng mà mắt thường con người sẽ không thấy. Thì khi cái mà ngồi lâu chừng nào thì nó sẽ filter đi, nó cũng giống như là một cái máy filter COVID vậy đó. Con người của mình không có bị những cái gọi là negative energy gọi là bị đau á, lúc đau á, buồn mà không biết sao, cứ tối ngày cứ đi pha cà phê với mua Starbucks hoài đó, nó còn nóng còn chết nữa. Mình cứ nghĩ là mình buồn là mình ghiền cà phê, nhưng mà nó không phải, nó là cái đó đó. Hít vô rồi ém lên chút xíu rồi thở ra, cứ thế mà làm, cứ theo dõi hơi thở. Nhưng mà mấy người mà siêng nữa đó thì lúc đầu vô á, mình bơm ra, tại trong người mình nó những cái âm khí nó nhiều lắm, khi mình đi chỗ này chỗ kia hay đi đám ma, nó nằm trong, nó là gió mà, nó giống như cái khói vậy, nó nằm trong cơ thể mình trưởng ra 3 lần vậy đó. Thì khi nó ra 3 cái đó thì mình làm lẹ trưởng nó ra vậy đó, trưởng mấy cái âm khí nó ra trước. Trong người mình lúc ngày nào cũng có âm khí và dương khí, thì cái mình thiền á, mình lấy dương khí thì tập ngồi thiền. Người nào mà biết ngồi thiền á kiểu này á, không bao giờ sợ cô đơn, cũng không bao giờ sợ bệnh, cũng không có sợ già, cũng không có ẹt đột xuất. Ngồi thiền sao ẹt đột xuất được, tại vì cái energy lúc nào nó cũng là tốt hết, năng lượng lúc nào cũng là năng lượng sáng không à. Ngược lại, có một người hữu biết kỹ sư lỗi lạc rất là giỏi, năng động lắm, mà đến khi bị vợ chê, tôi ở với ông lâu năm mà ông không có làm được, có bầu có con được, chứ bị bệnh gì muốn biết, tới thể stress không ra, không sanh con được, buồn quá lấy súng bắn cái rầm chết ngay cầu thang, không biết thù nó ai đó, mình đừng nói tên đây. Khi chết lúc đó sư phụ mới nhờ Xích Long tới đó để mà chiêu cái thần hồn giảng sanh. Khi mà con người mà depression mà làm một cái chuyện đó bắn rồi, nó tán đi cái thần hồn đi, không mà qua bên cõi kia không có được đi đâu hết, cứ nó lẩn quẩn thôi. Đạo ông giáo hồn biết không có nên tự tử, thì cũng như ở địa ngục, mình không biết chết, nó chết đột xuất quá, cái hồn mà bị viên đạn nó xuyên qua thì làm sao mà nó tỉnh được. Cái hồ có tính thỉnh về đây để mà khánh cho Hy đi đầu thai, nhưng mà cũng không được. Lúc đó mấy vị mới nói cái người này phải ở đây hàng nghìn năm, ở một chỗ vậy đó. Cho nên mỗi ngày họ thiên căn bản ở đó, cha dạy cho bộ thượng đế là chính là ngồi thiền. Con làm gì làm biết, bỏ sư phụ cũng được, bỏ núi cũng được, nhưng mà ở nhà ở này thường nhắn nhủ những đứa mà còn cái nhẹ đó, ở nhà phải gắng ngồi thiền. Tại vì nếu mà thầy trò hôm nay mà không có đủ duyên á, thì ở nhà ngồi thiền á, có thể về trời gặp được sư phụ lại, con hiểu không? Tại còn cái nhẹ mắc cỡ không dám gặp á, thì về trời gặp, chết rồi không có mắc cỡ nữa. Tại con người của mình là có linh hồn, linh hồn là phải ngồi thiền, trên trời cũng ngồi thiền, cả cha trên cũng ngồi thiền, mấy chư Phật cũng ngồi thiền, mấy ông tướng mấy vị đó tất cả đều là ngồi thiền. Đọc kinh đó là ở thế gian thôi, còn trên đó ai cũng phải ngồi thiền hết, cả thiên tử. Mà cái này là chiếc thân của Thái tử Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Nhãn trên trời cũng đang ngồi thiền. Mà khi những người mà cao siêu á, người ta chiếc thân ra được nhiều. Cái này là một cái phần gọi là một cái DNA của Thái tử ở trên trời thôi. Thái tử trên trời còn làm những cái việc ở những hành tinh khác nữa kìa, chứ không phải là một người đâu. Thì nó cũng ngồi thiền.
Ngày 4 tuần trước sư phụ gặp Đức Tiến, sư phụ thấy mặt đen đen rồi. Sư phụ tính dạy nó ngồi thiền, nhưng mà lúc đó nó tới cũng đông quá, có ca sĩ Nhật Hạ rồi nhiều ca sĩ quá, không có kịp thời giờ để nói chuyện. Chứ lúc mà đó mà nó chịu khó ngồi xuống, sư phụ dạy nó một chút ngồi thiền có thể nó không bị. Tại vì giống như điện thoại chúng ta iPhone, mỗi ngày chúng ta xài mà nó overload hay là nó bị hit nóng á, là nó bị shut off chỉ ở đó thôi. Chứ còn cái chân mệnh của con người á, cha cho người ác và người tốt generally nha, chứ không phải là cũng có những trường hợp đặc biệt là sống 100 tuổi trở lên, nhưng mà cái xác phạm của mình phải tự bảo vệ á, tự mình phải lo. Rồi nó còn song song, nó còn có những cái là tích lũy nghiệp hay là tiền kiếp nghiệp. Khi tiền kiếp nghiệp nó cũng giống một món nợ mình mượn của ai, mình mượn của dân chơi, đến ngày đến giờ mà nó đòi mà mình không có ngồi thương lượng được, nó vô nó ép mình mấy lùi thì cái chết nó đi cũng giống như vậy. Còn những người mà hiểu về tâm linh, hiểu về suốt thế gian, thì khi mà tích lũy nghiệp nó dồn tới thì chúng ta chỉ cần hàng ngày đọc kinh Thiên Tâm, trong đó có 36 lại, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị chết kiểu đó. Nó có thể bị té sơ sài hay là bị người ta dịch tiền hay là bị đụng xe nhẹ nhẹ. Cho nên đọc kinh Thiên Tâm rất là quan trọng trong cái thời đại này. Đó là tại sao cha cho cái đạo ra đời, để mà chúng ta không có bị chết oan uổng, để mà sửa sạn vào một cái thời kỳ cực kỳ thịnh, giàu có sung sướng, và cái không khí nó không có nóng quá cũng không có lạnh, khí hậu trở lại, thế giới sẽ trở lại cuộc sống bình thường từ kinh tế cho tới đời sống vật chất. Nhưng mà song song cái bài kính thiên số 2 đó, cha có nói là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, thì hôm nay coi coi cái gì tà, cái gì chánh, cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì chánh là đơn giản, mạnh khỏe, tươi trẻ và lúc nào cũng không có sân si. Còn tà lúc nào cũng sân si, soi mói và chạy theo đám đông là tà. Tại vì cái tâm không có sáng. Từ đầu Hồ dạy là cầm đuốc đi, bi trí dũng, đốt đuốc đi, đó là đạo thiên tâm. Thì gán nắm giữ những cái căn bản đó, khi mình thấy mình bị mất những cái ba lần đó thì nó có xâm thình rồi đó. Mình chạy đốt đuốc đi có nghĩa là sao? Người đi trước, người đi sau, tự cầm cái đuốc, tức là tự mình đi đuốc. Mỗi người đi hành quân hay đi bất cứ nào là mỗi người cầm cái đuốc, là tự mình phải soi cái bước chân của mình, chứ mình không có đi theo bạn đạo của mình. Rồi nó cũng cái đuốc của nó thôi, nó chạy nó còn dấp té nữa, tại sao nó phải lăn xăng rồi mình chạy theo cái đuốc của người ta thì là sai. Cho nên mình phải đi theo cái đuốc của mình, tự mình gọi mỗi bước chân của mình, ổ gà hay cục đá. Những người không hiểu về tâm linh họ cứ nghĩ là cái xác phàm, cái thân là quan trọng, nhưng mà thật sự cái linh hồn mới là quan trọng. Cái linh hồn là chủ, cái xác là tớ. Mà đa số những người bận rộn chạy chỗ này chạy chỗ kia mà không hiểu về tâm linh, cứ cho cái xác thì là chủ, cái linh hồn là tớ. Linh hồn là gì? Cái linh hồn là nó cần có sự an bình và cần có sự lắng động để mình hiểu sâu sắc một ngày mình làm những cái việc gì đúng, việc gì sai. Còn cái thể xác nó chỉ chạy theo những cái công việc, và rồi riết nó làm theo cái linh hồn á, cũng phải bị lệ thuộc nó, thì dễ bị picky. Đến thậm chí cái quần nhăn chút xíu cũng mặc không được, hay là đổi cái nón xéo chút á cũng thấy bực nữa. Đó thì là lúc đó mình biết cái linh hồn của mình nó bị ép dữ lắm rồi, nó mới picky ra như vậy. Còn nếu mà mình chịu mỗi một ngày khi mình bị căng quá thì mình chỉ ngồi thiền nửa tiếng trước khi ngủ, mình sẽ khó có bị bệnh và đột tử. Cái thể xác cần có căn bản thứ nhất là phải chạy bộ mỗi ngày nửa tiếng.
Có nhiều người bận quá không chạy bộ nữa. Thí dụ không chạy bộ được thì ít nhiều á cũng phải biết ngồi thiền. Ai cũng phải ngồi thiền. Tại đạo Thiền Tâm trong tương lai là phải ngồi thiền. Chính của Thiền Tâm là cha dạy là ngồi thiền. Đọc kinh á, là cho cũng cần đọc để mà hiểu về đạo. Nhưng mà chính vẫn là ngồi thiền nha. Chỗ chính là ngồi thiền mà. Thì người con người á, căn bản là phải cần có vui vẻ, có nụ cười mỗi ngày thì nó không có những cái bức xúc, những không có những cái câu có sân si, và đồng thời nó không có gây ra những cái đột biến, cái kiểu đức tiến là đột biến, là vì công việc nó là nhiều trước mặt á, có thể mình actor, tức là mình diễn giả cho mọi người ngay lúc đó là vui, nhưng mà bên trong á héo sầu á, mình không có thể sống như vậy được. Mình không có thể sống để mà lắng ghép cái chủ của mình. Tớ không có quyền lắng ghép chủ người. Hồi bữa hôm qua vô đám ma cũng cười, cười là vô không thấy một tiếng nó đứng đó, tức là mình mừng cho nó được đi rồi. Thì người ngoài thường á nói cho ông nội này vô đám ma ta mà cười, ủa mình thấy em mình được đi về Chúa mình mừng đó không. Thì mình nói chuyện kiểu đó. Còn nhiều người không có hiểu. Kệ, ai hiểu hiểu. Thì khi ngồi thiền á, cái tâm á mà không có tỉnh, không có cách nào con ngồi yên, sẽ ngứa ngay, nó sẽ khó chịu. Thời gian đầu nó sẽ có những cái triệu chứng, thứ nhất là khi mà mình lắng động vậy, những cái đau buồn, những cái chuyện mà cần thiết phải làm á, nó sẽ khởi vậy. Tại 15 phút đầu là nó quán mà. Nó quán là nhớ rồi. Toàn là nhớ mấy chuyện u sầu không à. Rất là khó. Có những người đang ngồi cái nhớ cái ngồi cái mặt vậy luôn á, không có ngồi yên luôn. Nên không phải ai muốn ngồi thiền là ngồi. Còn ở trong vũ trường nó mở nhạc nhảy đầm rầm rầm rầm, cỡ nào vô nghe tiếng nhạc là nhảy theo liền. Thì Phật hồi xưa có dạy thời mạt pháp, ai mà chạy theo âm thanh với màu sắc, sắc là chạy theo tà, chỉ chạy theo thượng đế, chạy theo cha mẹ, theo sư phụ thì nó chỉ có thanh tịnh vậy thôi. Thì phân nửa cuộc đời là đạo, phân nửa là đời. Phân nửa này sẽ về làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, cứu dân tộc khỏi bị diệt chủng bởi Trung Cộng. Phân nửa này thì đã đưa ra một cái pháp môn và đưa ra một cái triết lý, cái lối sống mới, một cái đạo mới ở thời mạt pháp. Đời cho nó đúng đời, đạo cho đúng đạo. Không có thể mà bậc Phật tử cà gù cà gật mặc áo chèn rồi vô gặp ai người về dạ, nhưng mà đầu óc không có thông minh. Mục đích xuống thế gian này, mục đích mình ở cái đâu ở địa cầu này, mình sanh ra cho tới ngày mình đi về trời á, thì mục đích chỉ là học khôn thôi. Triết lý của Phật là chỉ làm con người khôn thôi, không có cần đạt thần thông, cũng chẳng có cần gì biết. Dĩ nhiên là cần chút tiền phải không, mà đâu phải tiền nó dạy ta khôn đâu. Nhiều khi nhiều người không có tiền ta cũng khôn vậy. Về danh từ á, mấy ông thầy thì nói là tu kiểu thiền hay là đọc kinh hay làm này làm kia, mục đích là sanh ra trí tuệ. Còn mình nói chỉ trí tuệ thì có nhiều người không có hiểu hay cao siêu. Thí dụ như nói chúng ta chỉ học khôn, yên tâm chính là ngồi thiền, chứ không phải đọc kinh cũng là quan trọng. Thiền chữ thu chỉ nhẹ, thiện kiểu quán tưởng làm bậy bạ. Thì thế là cứ làm tới. Cái quốc gia không có chỉnh đốn, nó cứ đi tới đi lui hoài, thằng mới sẽ lên ăn hiếp cũ. Nó cứ xào hoài mà xào giữa bọn tụi nó thôi. Còn 100 triệu dân ai lo? Ngóng cởi cổ dài chờ cho tới ngàn năm sau cũng chả ai lo luôn. Tại sao hồi nãy xưa giờ thua không có làm cái công thức này. Đến lúc này á, mấy vị không có cho Việt Cộng đeo theo sư phụ nữa. Hồi xưa là mấy vị cho, sư phụ mắt nhắm mắt mở. Chứ sao sư phụ không biết, để cho nó về nó báo cáo là thằng này là thứ thiệt, chứ không phải là thứ hư ảo không. Nhưng mà đến lúc này á, lại là tụi nó bắt đầu thấy sư phụ gì cũng nói chúng á. Rồi tụi nó có một số bày đàn mà làm trên mạng á, đông lắm. Không phải bày đàn cái miệng rộng là đúng đâu, không phải số lượng đông là đúng. Trên á, chị của sư phụ dạy á, để á, chỉ cần á, vài đứa trung thành là đủ rồi. Còn á, cả đống mà không có biết tu gì hết,
cũng chẳng giúp với ích gì cho đại cuộc hết. Bây giờ sư phụ có 5.000 đệ tử hồi thiền, thiền tâm đọc kinh, bây giờ có thêm 5.000 đi nữa cũng chẳng có giúp sư phụ về Việt Nam nữa. Sư phụ chỉ cũng phải chờ cái tiếng sấm thôi à. Bây giờ sư phụ có tu thôi mà, cho nên sư phụ không có cần số lượng đông, sư phụ chỉ cần tất cả các người về Thiên Long Sơn. Một là muốn coi khỉ bảy màu này thù cho coi. Hai là thật tâm, cái lòng thật lòng để cho trời đất chứng nhận. Tại vì chỗ này là cái chỗ linh thiêng thánh địa mà. Và không có cần một sen nghe. Ai mà đem một sen một đồng á là mình không có vui. Nhưng mà đem bó hoa hay là dĩa bông, trái cây, cúng cha, cúng mẹ, cúng Phật thì rất là vui. Giật mình hợp lại anh tài ra quân, trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ. Tại sao không nói trời Trung, trời Bắc đi, mà là cứ nói trời Nam không? Ở nước Việt có cả ngàn cái núi, sẽ không nói núi Trường Sơn hay là đỉnh núi này núi nọ, mà cứ nói núi Cấm không, nó phải có lý do đó. Vì nơi đó ngày xưa lúc mà sư phụ làm đại đế Khmer, nó là nước Phù Nam. Lúc đó là nó chấn động cả Đông Nam Á, nhất là vùng Đồng Tháp. Mấy vị nói là những cái cổ tích thành phố mà tiền tài và những cái kho tàng sư phụ chôn ở đó rất là nhiều, của những cái đời kiếp trước, mấy nghìn năm trước. Tại cái nào mà quanh liệt đó là cha cho sư phụ đóng dài. Cái này đóng phim mà, hiện giờ là phim Phim Ngô Tuấn Kiệt. Hiểu không? Tới thì cứ nói mình nói hơi ảo không? Ảo hay thiệt á? Nhìn đi, tại sao trên cho sư phụ lộ cơ hết? Đó là gì? Hôm nay một số người hiểu thì được về trời, còn số người không tin. Nhưng mà của cái thời đại của Thiên Tuấn Kiệt này còn đang mang sắc phạm. Bởi vì nó 88 tuổi thì nó còn khoảng ba mấy năm nữa. Sau ba mấy năm sau, những cái lời mà thụ nói hư ảo hôm nay á, nó thành lời vàng đó. Nếu mà không nói, có con hiểu không? Thụ là đại đế Khmer, thụ xây thành An Cơ Quá. Sau này phụ về Việt Nam mà nước Miên, nước Lào và nước Thái Lan, Miến Điện đều là trở về của sư phụ hết. Tại vì mấy ông thần đã hứa rồi, đứa con Việt Nam sau này lãnh đạo nước Việt á, nó cũng sẽ làm theo lời hôm nay. Tuy là hôm nay mình nói một cách rất là bình thường phải không, nhưng mà sau này nó là thánh chỉ đó, hiểu chưa? Có một lần sư phụ than, dịu bữa giờ buồn buồn, em mới vậy nói, ồ, hồi xưa ngài cũng chịu cho người ta phản bội đóng đinh. Xuống trần kỳ này, ngài cũng là volunteer để chấp nhận những cái đắng cay, những cái phũng phàng của mặt trái thế gian. Cái thế gian này khó độ lắm, đâu phải dễ độ đâu. Thì ngài phải chịu thôi, ngài đấy. Giống như vua Thần Nông thời xưa lấy thân mình đi thử thuốc. Bây giờ cũng lấy nhân tâm đi thử lòng nhân tâm. Tâm nào chập chờn thì sau này ở núi Thiên Long Sơn, những người sau sẽ nghe clip này sẽ hiểu, sẽ có một cái nhà, cái miếu rất là lớn, tại mình 500 mẫu à. Thì trong đó mình thờ đủ tất cả các vị ở đây, giống như có Xích Long, Bạch Long, Sơn Thần. Trong đó cũng có những cái tượng của những người xấu và những đứa đệ tử xấu, để mà cho sau này những hàng đệ tử hồi thiên sao đó, họ nhìn vào cái bài học của 0404. Thụ nhất định sẽ làm. Một bên á thì sẽ được cắm hoa, một bên á thì để cà chua. Rồi ở nước Việt, sư phụ sẽ không có quỷ tượng Hồ Chí Minh, sư phụ vẫn để sách Hồ Chí Minh, sư phụ vẫn để, cũng giống như Tần Cối với Nhạc Phi vậy đó. Một bên vậy, một bên ta vô ta phun nước miếng, còn một bên ta vô người ta vái lại vậy đó. Thì sư phụ sẽ làm vậy. Thì những bài học nước Việt sư phụ cũng làm vậy. Hồ chỉ mong á, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Con trâu á, nó ngu á, uống nước đục. Trâu khôn uống nước trong, vậy thôi. Đừng có ai đụng tới ai là được. Đó là cái lòng từ bi của sư phụ. Nhưng ngược lại, sư phụ cũng mong tất cả các hàng đệ tử đây, khi mà tiếng sấm nổ vô không còn nổi đây nữa, cũng mở rộng vòng tay để đón hết. Không có nên nhắc lại chuyện cũ. Mình có luật 3 ngày, họ có cái lực thù suốt đời, cho nên hai cái đó nó khác. Giữa Phật và quỷ nó có khác chỗ đó. Chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta học Phật, đọc Lăng Nghiêm. Chúng ta không có học cái gì ngoài Lăng Nghiêm thập chú. Người nào bỏ
thằng Lăng Nghiêm thập chú mà nói là tu là người đó là tà đó. Rất là đơn giản thôi. Trên thế giới này nên nhớ thiên tâm chúng ta, cha mẹ và đức thầy và các chư Phật đã ấn định mạnh tu theo Di Đà Quan Âm, đúng không? Là Lăng Nghiêm thập chú, mà đứa nào mà bỏ Lăng Nghiêm thập chú là tu quỷ tu ma. Nên nhớ lời của Thiên Quang Việt nói trong bài Kính Thiên, cha mẹ có nói rõ mà, Kính Thiên đã chiếu xuống trần mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, thật sự là cứu rất là nhiều. Đây là ân phước Phật trời ban cho sư phụ là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà. Chánh đạo là gì? Chánh đạo là gì? Hội đồng chư Phật và cha mẹ đã chọn cái đạo này xuống thế gian thời mạt pháp tận thế này. Tại sao không chọn thời bình thường? Tại sao sư dám nói là tại mạt pháp tận thế? Nó phải matching. Chứ bây giờ nó đâu phải là một cái thời đại bình thường đâu. Mà nếu mà thời đại bình thường thì cái đạo thiên tâm đâu có hiệu quả. Còn cái câu mà thời dạng tâm với thiên đình á, đã quịch rồi á, thì thôi cứ ở đây khi nào lao cái núi đá bằng khăn á, mà nó mòn á, thì hãy về trời. Tại vì khi đã học tà rồi là chấp nhận mình ở lại cái địa cầu này mãi mãi đó. Mà dùng chữ mãi mãi, tu hành theo đúng thiên tâm. Phải đúng thiên tâm. Thiên tâm chúng ta là có 12 giới luật. Nhân lợi nghĩa chí tính là cái đầu tiên, là để cho những người bình thường sau này nắm chức vụ chức quyền, họ không có ăn chay, họ không có tu, không có đọc Lăng Nghiêm, nhưng mà họ có nhân lợi nghĩa chí tính, họ có tinh thần dân tộc, trả ơn cho tổ quốc, ơn đồng bào, ơn nhân loại, ơn cha mẹ, thì là cũng là một người hơn cùng với thời đại này mà tham nhũng tối ngày rồi. Thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Thì cái đó thì ai cũng biết, nhưng mà cái thiên tâm chúng ta mở rộng cho toàn thế giới thì là tam tịnh nhục. Cả thiên đến kiền sư phụ hôm nay, cha mẹ nói con đi tùm lum phải giữ gìn sức khỏe thì ăn tam tịnh nhục. Còn đứa nào mà ăn chay được thì sức khỏe tốt thì tốt, nhưng mà không có tu mà ăn mấy con nhúc nhích á, mình dùng chỉ nhúc nhích á, thì là tạo nghiệp á. Tôi không có tạo nghiệp. Thứ ba, không nói dối, nói ra vào, nói ngửi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Cái đó họ thiên chúng ta, đứa nào mà đã phạm vào cái đó thì làm ơn sửa. Cái đó rất là khó, nhưng mà con nhìn thấy đó, bao nhiêu đứa giữ được cái giới này. Thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi. Dĩ nhiên chúng ta không có cái đó. Thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Vậy suối đệ tử lên mạng chửi tùm lum, nghĩa là gì? Rồi dùng đồ chẳng em, rồi dùng âm binh, nghĩa là gì? Tại sao mấy con không biết ngồi phân tách cho kỹ đâu? Sai giới chứ, hoặc không bao giờ làm mấy cái đó. Thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Thứ bảy, không tà dâm ngoại tình. Cái đó không có, mà họ nói một điều họ không bao giờ nghĩ. Sư phụ đi với mấy con gái, nhất là mụi sư phụ với mấy đứa YouTuber, thì khi tà cộng sản nó lên, nó xâm nhập thì nó không có cái gì. Nếu mà sư phụ có là nó đã lôi ra, có ngày có giờ, có tên có tuổi, cái lộn cái sao, chỉ là xuyên tạc thôi. Con nên nhớ những người luyện âm binh, những người đó cái máu sân và cái máu dâm họ lên kinh hồn lắm. Còn chúng ta không có cái phạm cái đó. Sư phụ tới ngày hôm nay chẳng chưa có phạm lên giới gì hết, sư phụ vẫn giữ giới đó. Thứ tám, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Chùa vẫn giữ giới đó. Chùa có nhiều tiền cho hết, không có sợ nghèo, cũng không sợ bệnh nữa. Thứ chín, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Đã, chùa qua đây đôi vàng tài trắng 10.000 đô dựng lên sự nghiệp 1 tỷ đô, chỉ đi cho thôi. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo. Cái đó là bắt buộc, phụ kêu mấy con á, đạo nào giữ đạo đó, vô nhà thờ hay là đạo Phật thì theo đạo Phật. Chỉ có một cái á, là sư phụ được lệnh của bề trên. Những người lạ mà Việt Nam qua hay là những bác già không cần biết nít, trước khi ngày đầu tiên gặp sư phụ á, đừng bao giờ đến gần sư phụ trong vòng 10 thước. Đó là luật. Còn á, nếu mà mình nhưng kiểu người đời, tại sư phụ là thiên tử, người ta có thể ám sát bằng bất cứ cái gì. Con nên nhớ á, hồi xưa á, Trần Đại Quang mà đi vô ngửi máy lạnh thôi cũng bị chán đen thui chết quẹo á.
sư phụ cũng phải cẩn thận giữ sắc phàm để làm việc cho Đức Thầy đúng không? Cho nên anh đừng có hiểu sư phụ là kỳ thị, hoặc là kỳ thị sao mà làm được cái này. Cũng vẫn giữ giới đó. Ai muốn chửi thì cứ chửi. Tiếp tục không? Thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm. À, cái đó là ai phạm nặng. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta không có luyện âm binh, chúng ta không có xài âm binh trên núi. Người nào luyện âm binh, người nào thư ém buồn ngãi thì mình biết. Cho nên những thứ nào mà luyện mấy cái đó, nó rất là sợ những cái món. Thứ nhất là cuốn kinh thiên tâm, thứ hai là hình tượng cha mẹ, thứ ba là dấu hiệu thiên tâm, thứ tư là những vật gì mà sư phụ điển vô. Tại sư phụ có 7 dòng hồ quang, âm binh nó sợ dữ lắm. Tiếp tục. Thứ 12, phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày. Đứa nào không đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày, từ nay không còn là họ thiên nữa, và mãi mãi ở lại thế gian này. Tại vì tu luyện không có đúng thì không bao giờ được về trời. Đó là cái policy của thiên tâm 12 giới. Hiểu chưa? Rất là quan trọng. Mỗi lần sư phụ nói chừng 5 phút, 10 phút, 20 phút thì bắt đầu mới. Còn tất cả gần 300 cái clip mà gần 5-6 năm nay sư phụ nói trên mạng đó, sư phụ đã lấy xuống hết. Tại vì bây giờ đến lúc là gọi là thiệt á. Hồi xưa tới giờ mình gọi là bung vơ ảo tưởng phải không? Nhưng mà ảo tưởng nó có hiệu quả. Bây giờ gần nửa dân tộc, 50 triệu dân đã thương, đã hiểu. Thì cũng nhờ cái bung vơ đó. Nhưng mà cái phân nửa còn lại là 5 cái loại mà lì lợm cứng đầu ở trong đó có hàng trí thức báo chí. Thì bây giờ họ bắt đầu họ soi vào Ngô Tuấn Kiệt. Nhưng mà sư phụ sẽ lên mạng hàng ngày hàng tuần để cho tất cả mọi người yên tâm là sư phụ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn minh mẫn. Và để cho sư phụ nói thẳng với những cái người lì lợm cứng đầu này, rồi từ từ họ sẽ hiểu. Còn để những clip cũ mình nói nhiều quá, họ nghe không có nổi, họ chịu không có nổi, họ bị sốc. Chứ đâu phải là mình cứ nghĩ cả một quốc gia thương sư phụ hết đâu. Trong đó quỷ ma hay thú cầm nó đầu thai cũng nhiều lắm, nó đâu có hiểu. Nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ còn khổ dài dài. Khổ tiếp tục. Một người mà cả thế giới ghét, cũng giống như Tô Lâm á, lúc trước đi ăn cắp cái ông gì ở bên Âu Châu á, thì đã thế giới lên án rồi đúng không? Mà người đó lên làm lãnh đạo cũng giống như cái thằng ăn trộm mà đi lên làm chúa tể, thì con nghĩ thế giới sẽ nghĩ cái nước Việt như thế nào? Dân sẽ đói tiếp, tiền đầu tư họ sẽ rút ra hết. Thì bắt đầu chấp tờ mới, thôi chỉ nói chuyện mới để mà cho nó hợp thời hợp cảnh với 5 loại khó độ, trong đó có loại sân trước sân sau đó. Bữa nay Lê Thanh Hải, chủ bí thư thành phố Sài Gòn cũ á, bắt đầu vô họp vô lò bữa nay, sáng nay. Thì mai mốt tới phiên Nguyễn Tấn Dũng, tức là phe miền Nam từ từ sẽ bị đánh, rồi sẽ bị vô lò hết, thành heo quay hết. Đất nước sau này sẽ không có bí thư, rồi cũng chẳng có tổng thống, cũng không phải là đệ tam cộng hòa. Mà đất nước muốn thống nhất mà Bắc Trung Nam đoàn kết thì cứ coi theo sấm chặn trình, cứ coi theo kinh điển của Đức Thầy Vua Kiệt Hồi Quy. Chứ mà núi hộ là để cứu thế giới, cứu nước Việt, không phải chỉ riêng cái mảnh đất nhỏ Thiên Long Sơn này. Mà một cái sát phàm này nó cũng chả có làm được gì, nó phải có tất cả những Thiên Long Bát Bộ, Hội Đồng Chư Phật cùng chung với nhau, cùng nhận lệnh của cha và các chư vị xuống trần mới làm được á. Họ cũng mang thân người á, chứ không phải chỉ có một mình một ngựa như người ta thấy đâu. Đây là bạc hôm nay thứ 7 ngày 1 tây tháng 6 hả? Sắp tới ngày thu Việt Nam. Hôm nay cái đề tài nói chuyện là những cái chết vô thường. Đó là thường như hội dạy những cái gì trên thế gian mình có, giàu có, tiền bạc hay là chức quyền, bao nhiêu tỷ hầu, nhà ở, bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà lầu biệt thự, khi cái chết đến thì những cái đó đều biến mất, không mang theo được gì, chỉ mang theo được những nghiệp tội và nghiệp, và mang theo những sự nhận sự buồn và vui của cộng đồng mình, của những người biết mình. Thì có những người rất là giàu,
những người rất là oai quyền như những nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ, ai mà chết thì dân cũng mừng lắm, thì nó cũng thường phải không, còn nó chết ai cũng rất là buồn. Thì thế gian nó chỉ có vậy thôi mới gọi là vô thường. Mà thường cái hộ già hay về cái vô thường này á, trong cơ thể con người của mình nó cũng như nó có hai thể. Con người mình thật sự nó có ba người, một là sắc phàm, cha mẹ họ Trần họ Nguyễn sanh ra. Cái thứ hai nữa là cái chân thần của mình là do Phật mẫu cho mình, cũng nằm trong cái cơ thể, nó cũng giống như một ép lại thành ra một, mình mới hoạt động được. Và đồng thời cái trí khôn mình là do Thượng Đế cho mình. Cái trí khôn là cái nó gọi là cái a lại giải thích, cũng giống con sim trong cái điện thoại vậy đó. Thì cái đó nó học hỏi từ lúc mình chào đời cho lúc mình ra đi khỏi thế gian, thì cái đó nó mang theo những cái kinh nghiệm và những cái memory, từng chi tiết nhỏ sẽ nhớ hết khi đi. Rồi khi cái xác phàm mà bị quỷ á, thì nó sẽ mang theo cái đó qua một cái xác mới, có thể thành một cái người mới, dân tộc mới, thì thường gọi là cái lại gia thức. Có những người ở đời này chưa từng mặc áo vàng nhưng mà hiểu hết tất cả kinh điển, tại vì họ đã kiếp trước đã từng tu rồi, đắc quả rồi. Có những người mới mặc áo vàng mà hôm nay làm chức pháp chủ hay là hòa thượng lớn, một chủ trì cả mấy chục nghìn tăng ni, chưa chắc là hơn những người áo thường, là vì mới có học hỏi, mới có dài kiếp thôi. Thành Phật, thành Bồ Tát phải trải qua hàng nghìn hàng vạn kiếp. Một đời người nó rất là ngắn ngủi, con người không có thể nào học hết được, và học cũng không thể nào hết những cái thế gian được. Con người chỉ học mỗi một món chút chút. Chỉ có cái quan trọng nhất, mình học cái gì mình làm cái đó, nhất nghệ tinh, nhất tinh vinh. Và đồng thời cái mà cần phải học đó là biết về tâm linh, biết về cõi siêu hình, biết về xuất thế gian mới gọi là học. Còn cả đời mà chỉ học mà lo lên chức lên lương thì cái đó nó cũng cần đó, nhưng mà nó cũng không có quan trọng bằng cái học xuất thế gian. Tất cả mọi người hiện giờ đeo dấu thiên tâm, đọc kinh, lại sám hối, thì cái tích lũy nghiệp, định nghiệp hay là tiền kiếp nghiệp cũng đều giống nhau, đủ loại nghiệp, nó sẽ giảm bớt. Và thay vì bị nặng đúng không, nó sẽ giảm xuống nhẹ, giống như thiếu nợ nhà băng nữa, nó đòn lượt mình trả không nổi, trả payment từ từ thì mình trả nổi. Hay như là Phật cả đời tu tập và một đời hy sinh vì đạo và cho dân tộc Việt Nam, mua cái dãy núi này 500 mẫu mấy chục triệu, hôm nay Kiệt lấy bảo đảm 100/100%, lá cờ này sẽ treo về lại ở Dinh Độc Lập. Mà chưa giờ mấy bác ở ngoài đó nào cũng không có nghĩ ra, mà nhiều người Việt Nam cũng không có nghĩ ra, chỉ có trên mới thấy được. Đây trên đã coi cuộc phim này xong rồi, tới ngày hôm nay á là cuộc phim nó sắp kết thúc rồi, thì bây giờ mình cũng thấy lộ ra rõ đó. Chứ khi nào mà nói sai á thì mình mới sợ bị khẩu nghiệp hay là lộ cơ trời. Còn mấy vị kêu mình nói để mà cho người ta định hướng, chứ không phải mình nói để mình ngã mạng. Mình có một cái khả năng gọi là tiếp xúc được với tất cả các chi vị, thì mình muốn lộ cơ, mình lộ cơ không phải. Phải có ấn chứng, phải có giấy phép lộ cơ, chứ không phải là ai muốn lộ cũng được. Mấy hòa thượng cũng có thể khả năng nói chuyện được với vài vị khi ngồi nhập định, nhưng mấy hòa thượng đâu có quyền lộ cơ. Chỉ có cha cho con, có cha lộ để mà cứu nhân loại thôi. Chỉ có Đức Thầy cho đệ tử Đức Thầy nói, để mà nói về Đức Thầy đang còn hiện hữu thôi. Trên đời chỉ có một người làm được thôi. Cái thiên tâm ra đời là từ năm 1979. Lúc đó những cái bác HO mà hàng tướng, hàng tá mà làm trong phủ tổng thống là phải đẩy ra ngoài Bắc. Thì ngay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam, thì lúc đó người ta không có một cái tin tức nào bề ngoài hết. Thì bề trên á, ở trong đó có cao đài, có hòa hảo, thì người ta mới lập cái bàn cơ chạy. Thì lúc đầu thì cũng có mấy ma rồi vô nói chuyện rồi chọc phá rồi chơi vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi á, từ từ á, thì ở trên mới ấn định
cơ là như thế nào để mình giải thích. Nó cũng giống như một cái email account của riêng một người thôi. Cái này gọi là của cơ trời, tức là chỉ có những cái vị thần linh của nước Việt mới được vô nói chuyện. Thì ngay lúc đó Cộng sản Trung Cộng á, nó tấn công vô ngoài Bắc á, thì lúc đó bề trên mới kêu, đức thầy rồi mới kêu tất cả tù nhân của HO á, là mấy bác HO bây giờ á, là phải đi tìm gỗ ở trong tù hay tìm kẽm là cái gì á, làm cái dấu hiệu thiên tâm để mà đeo, để mà qua cái nạn. Thì từ đó dấu hiệu thiên tâm đã ra đời năm 79, và bắt đầu từ đó mấy vị mới dạy bảo hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng sẽ được đi Mỹ hết. Chứ mấy ổng ở trong tù, mấy ổng là coi như chết, mấy ổng đâu có hy vọng gì đâu, là nhờ chạy cơ đó. Đến có một cái đường cơ rất là đặc biệt, thì cơ này thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời của mẹ. Trong bài Kính Thiên nó nói sau này tất cả những bác nó ra khỏi tù á, sẽ lưu lạc khắp thế giới, qua Canada, qua Úc, Nam Cali hay là ở bên hay là Houston gì đó, thì cứ đi tìm một người. Chứ bây giờ không có thủ lãnh, không có một người, thì cả cuộc đời binh nghiệp, cả một cuộc đời mà tranh đấu cho chánh nghĩa, cho tự do, cho cờ vàng ba sọc đỏ cũng là vô nghĩa. Cho tới ngày mà lúc đó sư phụ mới cập bộ sư mẫu thôi, mình ngồi mình coi cái tự nhiên ngày hôm đó thì chị là thánh mẫu Liễu Hạnh mới kêu Kiệt lên ngồi thuốc trên cao, tức là ngồi gần cái bàn thờ á, là để cho mấy bác này lại đó. Dạ, mình đâu có dám, mình vô mình cua con gái ổng sao mình dám ngồi, mà không ngồi là không được á, cái bắt buộc phải lên ngồi. Thì lúc đó lệnh chiếu chỉ của cha đọc xuống của thượng đế, lúc đó mình cũng bỡ ngỡ, kỹ sư Mỹ lớn lên cũng chưa có tin về tâm linh, cũng chẳng gì hết. Thì lúc đó chiếu chỉ đọc con xuống trần là con có thiên thượng, sẽ làm những việc này, sẽ cứu dân tộc nước Việt, sau này sẽ lập cái đạo đủ thứ hết. Thánh chỉ mà, thánh chỉ của cha, mà người đọc là chị của sư phụ, là thánh mẫu Liễu Hạnh đọc. Rồi đức thầy cũng có tới nói nữa, nói con á, là đệ tử của ta những tiền kiếp trước, nghĩa là thầy trò đi đâu đi chung vậy đó. Cái lúc đó sư phụ mới hỏi ngài là ai, hỏi đức thầy vậy đó. Nói, ta là đức Phật thầy. Ở đức thầy đâu? Ta ở làng Hòa Hảo. Đâu, tại sư phụ cũng chả có hiểu gì núi cấm Hòa Hảo là gì luôn. Đó là những ngày đầu là vậy, rồi cũng chả tin nữa. Vì gì? Hả? Bệnh xem chết á. Thế là xuống trần không có giữ lời hứa với cha. Những gì mấy vị dạy mình á, nó có ích lợi cho chúng sanh, cho thế giới, ích lợi cho nước Việt, ích lợi cho mình nữa. Chứ không phải như kiểu mà ở đây người ta nói nhập đồng, nhập bóng, nầy thái, có lợi cho cá nhân. Không phải, có lợi cho đại đồng. Và nó phải là đúng, nó phải là thật nữa. Cuối cùng thì mới biết được là cái trái đất này nó sắp sửa có một cực kỳ thay đổi lớn, mà mình là người mang sứ mệnh. Mà nếu mà mang sứ mệnh mà làm không tròn cái bổn phận, không tròn sứ mệnh, tại lúc mình nguyện thời mình chui vô bào thai 9 tháng 10 ngày mình đâu còn nhớ gì đâu, chỉ còn có a lại gia thức rồi. Mấy vị còn nói tại sao con đang giàu có làm triệu phú không làm, mở thêm hãng, expand thêm rộng chi nhánh rồi cho làm giàu cho đã đi, kiếm đống nghề đẹp đi chơi đi, có chạy xe xịn rồi Lamborghini rồi đi, sao không làm mà tự nhiên cái lấy cái gia đình làm chùa rồi đi tu rồi ngồi chỗ rồi mặc cho mấy nhân viên mày muốn làm gì mày làm rồi lấy vàng bạc hột sòn rồi cho người ta láng hết. Thì mấy vị nói là đến lúc mà cái nhiệm vụ mà đến ngày đến giờ thì có người của mình tự động nó có những cái hành động đó mà mình không có kiềm chế được nhé. Nó ngộ đó. Cũng giống mấy con tự động thích đọc kinh thì bây giờ kêu ngưng đọc cũng không đọc được. Rồi có những đứa nó hết duyên, kêu nó ở lại cũng không có ở được, tại cái nó không có đủ phước. Cho nên những không phải ai muốn làm cái gì thì làm, trừ khi chúng ta cực thiện thì chúng ta làm được, hoặc là chúng ta cực ác thì nó mới không còn theo
cái dần mà anh chỉ tay. Hoặc là mình đi tu thì chỉ tay nó sẽ không có đọc được. Thầy bói không có đọc được mấy người tu nha. Đến ngày hôm nay cái cuồng phim này nó như một bức tranh, như một vở kịch. Nó không có cái gì gọi là khó hiểu hết, rất là dễ hiểu. Hôm nay những cái gì mà 5 năm, 6 năm nay nói về bệnh tật, về chiến tranh, về kinh tế, về thiên tai, về bầu cử, về nước Việt và tương lai của nước Việt, trên thế giới này không có ai mà nói được, không ai hiểu được. Hôm nay nước Việt đi vào đến thời kỵ binh, vua Lê Chúa Trịnh. Thời đó vua cũng không có quyền, mà chúa cũng chẳng có quyền. Chỉ có đám nào có binh quyền á, thì nó có quyền. Thời đó, thì hôm nay nó tái diễn lại. Tô Lâm chứ là công an thôi, khỏi tôi hít thôi. Nhưng mà hôm nay á, làm chính trị nắm quyền, mà lại là quốc tế là kêu án nữa chứ. Trời ơi, quốc tế kêu án là tội phạm, có tội nhưng mà bắt cóc cái thằng gì á, Trịnh Xuân Thanh, cả thế giới đã ghét rồi. Bây giờ có nghĩ người ta thấy ông nội này lên làm tổng thống nước Việt, người ta có ưa không? Là người ta ghét ông, người ta ghét ai? Ghét 100 triệu người luôn á, ghét luôn cả mình ở Mỹ nữa nè, mình không có liên hệ gì luôn á. Cơ trời đi nhỉ, thấy cái gì không đúng mà được gọi là thắng thắng á, thắng tức là thua đó. Ở vào cái thời Thánh Đức, nước Việt á, nó không có giống nước Việt thời này. Tại vì khi mà mình tiền đô á, trên trời nó rơi xuống giống như là lá nó rụng vậy, hốt thôi. Nghĩa là dân tộc mình chỉ còn đoàn kết. Để phụ nói sơ để mấy con sẽ hiểu. Thứ hai, phụ quen hết mấy thằng CEO hai thách ở đây, nó đem về. Thứ ba, mình là lấy cái luật của Mỹ, mình dịch cái tiếng Việt. Tức là hệ thống làm ăn á, thì người ta thấy cái sự công bằng. Người của mình á, Đức Thầy nói á, với cha nó ta cho 6 triệu trái xám ra hải ngoại, đó là kho tàng vô giá của con sau này. Còn đền vàng điện ngọc dưới núi Cấm nó cũng có đó, nhưng mà cái đó là không có phải là đưa nước Việt cường thịnh, mà là kho tàng 6 triệu trái xám. Thì đè, khi mà tất cả mọi cái luật pháp mà thành ra tiếng nói tự do đó, tức nghĩa là mình phải nghe tiếng của dân nói, đúng không? Rồi phải có bầu cử tự do, thì cả thế giới họ chạy vô nước Việt để mà họ làm ăn. Tại vì cái nước Mỹ này cũng không có làm được những cái mà người Á Châu làm. Người Á Châu của mình rất là tài giỏi, nhất là người Việt thông minh lắm. Còn qua Tàu thì thôi, ai cũng ê chề, ta sợ Tàu luôn. Mình chỉ cần đổi một cái thể chế, đổi một cách làm ăn, đổi một cái tiếng nói, đổi người. Và đồng thời á, mình mở rộng vòng tay, mình không có thù nhau nữa, mình không có gọi là gây lộn trong gia đình nữa. Mà khi mà họ nhìn quốc nội và hải ngoại đoàn kết, cái là lá cờ vàng bay sọc đỏ này á, mà bay phất phới trở về anh độc lập á, thì quý vị tưởng tượng như thế nào? Nhưng mà lá cờ này á, Đức Thầy là người nói cho thụ biết đó, là tức là nó sẽ khắp tất cả từ Hà Nội vô tới miền Nam sẽ có một ngày bay phất phới, mà ngày đó là thù biết rồi đó. Hồng tàn giữa mùa xuân, bây giờ hồng tàn nó sắp tàn rồi, thì mùa xuân di lạc thù đó không xa lắm đâu, vài tháng. Bây giờ nếu ảo á, giờ cứ kêu hết từ Nam tới Bắc, nhất là ngoài Bắc á, người ta thờ tứ phủ nhập đồng lắc lắc tối ngày đó. Cả vợ ông Tô Lâm là chỉ lon á, hồi xưa vợ ông Tô Lâm rước cho bụ vô nhà, bả là ở ngoài Bắc người ta gọi là mẹ đó, tức là bả ngồi cái là bả đâu đéo gì lên lùm xùm cái là mặc áo rồi vô là người ta nhập vô, không cái bữa đó phụ tới nhà của vợ Tô Lâm, tức là chị Lon đó, cái bả ngồi với đám tùy tùng của bả đông lắm, mấy hộ vô ngồi đó, năm nào ta 23, 24 nhiều quên rồi, có ông đại tướng Phạm Văn Trà nữa. Ngoài đó là mấy ông tướng hay thỉnh bả là mẹ mẹ không à, tức là trên trời á, tức là người thứ dữ không. Tại bà lắc vô là ta nhập vô là tin dữ lắm. Cái sư phụ ngồi kế bên, cái bà lắc hoài, bà lắc gì đó lắc cái không có vị nào nhập vô hết. Mà trước đó là buổi sáng là sư phụ với bà đi ở núi Tây Thiên gì rồi,
thì mấy chị của sư phụ là thở ngoài. Trời, mấy mẫu gặp sư phụ mừng quá, khóc. Ồ, mấy nghìn năm rồi mới gặp lại thái tử rồi, ngồi khóc, mừng khóc. Rồi cái đi về nhà thì bà lắc hoài, không vô. Tại vì mấy cái vị mà nhập vô á, chức rất là thấp. Tức là vua chúa của thời xa xưa thôi. Tức là mấy cái vị mà cũng là công nương vua chúa vậy thôi, cậu chính, cậu gì đó. Chứ không phải là người trên trời. Nhưng mà khi chết họ cũng là ứng thiên. Tại họ cũng có lòng anh hùng á. Ngồi trên đó mà mím môi vậy nè. Mím môi vậy. Mà không có bay xuống để nhập vô. Còn chị Loan ở dưới này bà cứ lắc hoài. Không được. Không có nhập vô. Thì sau đó cái mấy vị mới nói. Thiên tử mà đi rời khỏi Hà Nội á thì mấy người này mới nhập vô được, chứ nếu không là bất kính với thiên tử, có chuyện đó nữa. À, hồi xưa lúc tại sao ra đó thì thời đó ở trên kia hụ đi ra ngoài để mà lo mấy cái chuyện gỡ mấy cái mùa trắng ém này đó, tức là ra hiệu lệnh cho những gì ở cõi hữu hình á thì hụ không có quyền hành, cõi vô hình thì hụ rất là có quyền lực, thì đi tới đâu á những vị thần ở nơi đó đó họ sẽ khởi dậy. Thì sư phụ mới đi một cái tour như vậy. Lần đầu tiên đi ra Bắc. Rồi sau đó sư phụ đi vô miền Nam. Thì sư phụ đi đâu á thì mấy ông rồng của mình á thì cứ bay song song hai bên chiếc máy bay vậy đó. Ở trên nữa có những chuyện cũng vui vui. Mà không biết sao Tô Lâm không nghe lời vợ không biết. Cho nên từ miền Nam tới miền Bắc, những người nào mà linh căn á, con ma cũng được nữa. Chứ là nhập đồng vô hỏi sư phụ là ai đi, nó biết liền á. Chứ người phàm mấy con mắt thường mấy con không biết thôi. Chứ không phải là mình lên đây mình nói 5 năm mà người ta ai cũng im mà ai cũng không có nói mình là ảo đâu. Chỉ có người ảo là những người không có hiểu về tâm linh. Và những người rất là cực đoan về chính trị. Người ta không có, người ta giỏi về dần phần đời thôi, người ta không có giỏi về mặt tâm linh thì người ta mới nói sư phụ là ảo. Mới nói cái tỷ thì hơi nhiều á, cũng cả vài nghìn người, vài chục nghìn người cũng có. Mấy người có linh căn á, gặp sư phụ là mừng luôn á, mừng nhảy là đạch khóc, mấy đứa này thấy hoài gì. Thì cái đó là những cái triệu chứng, là cặp mắt của họ nhìn thấy. Tại sư phụ mặc áo đời là như vậy. Nhưng mà bình thường á, thiên tử á, khi sư phụ ngồi thiền á, thì sư phụ mặc áo long bào, cái tướng tinh nó xuất ra đi vòng vòng đây nãy giờ á, thì cặp mắt của người tâm linh họ thấy được. Với bảy dòng hào quang mấy người thường không có nhìn thấy được, mà những người tâm linh họ nhìn thấy bảy dòng hào quang. Chúng quy lại chúng ta sắp sửa về Việt Nam, chờ đi. Tại sư phụ nói là chúng á, không bao xa. Đó là năm cái ác sẽ chia dùm như thầy thế này. Còn nước Việt bây giờ á là vì không có biết nhiều về Thượng Đế, cho nên những cái người khổ bây giờ á, tốt nhất cả đảng viên cũng vậy, cũng giống như Lê Thanh Hải, như Trương Mỹ Lan, cũng phải nên đeo cái dấu thiên tâm đi. À, cũng nên đeo để mà được cứu mạng. Tại vì cái dấu này là mấy vị nói là giờ chót làm ác kiểu nào mà hãy đeo dấu thiên tâm quay đầu là được những vị thiện thần đó gia hộ. Đọc kinh thì chắc hơi khó với họ đó, nhưng mà đeo thì chắc cũng dễ, thì được cúng. Họ phải tin, thứ nhất là có tận thế, thứ hai có hội Long Hoa, thứ ba có sư phụ của sư phụ, tức là Đức Thầy sẽ xuất hiện. Còn nếu mà họ không tin mấy cái đó thì chắc khó cứu lắm. Vì nó quá rõ ràng rồi, những cái người mà hiểu về kinh điển, hiểu về chút Phật Pháp, tức là siêu trí tuệ á, xuất thế gian á, trí tuệ xuất thế gian là tâm linh á, thì đều được cứu. Còn những cái dạng mà cứ tham sân si, chạy theo đồng tiền, chạy theo chức vụ, chạy theo cộng hành cộng tội mỗi, thì mấy người đó chắc bị lọt sổ kia này đó. Nhưng mà vì từ bi sư phụ lấy hết tất cả những cái kênh cũ xuống, nói nhiều quá để cho họ đừng có nhức đầu, bắt đầu nói lại thực tế nè, để được cứu họ, để cứu họ. Số lượng nó cũng đông lắm á, thì nên bây giờ nước Việt sẽ những ngày kế tiếp khổ đeo dấu thiên tâm sẽ được giải cái nạn đó là thiệt. Tin ông tin thì nhìn đi, từ cái mùa Covid năm 2019 tới ngày hôm nay, Thiên Tấn Kiệt này nói đâu chúng đó, chúng 90%, 10% thì của cha với của mấy vị thì cũng sẽ trúng.
Nhưng mà cái ngày sư phụ về Việt Nam nắm chính quyền thì đó là tính theo ngày. Nó cũng y như cái đảng Cộng sản bây giờ đang nằm trong cái chảo lửa vậy đó. Cũng họ cũng tính theo ngày. Một đường của sư phụ thì thênh thang, còn đường của họ thì bị bế tắc. Tập Cận Bình bị bế tắc, Putin bị bế tắc, Biden bị bế tắc, Tô Lâm bị bế tắc, Bác Trọng bị bế tắc. Hồi xưa bác sư phụ nói Bác Trọng chết, chết ngày chết cái đường chính trị đó. Ổng không có liên hệ gì nữa thì chết. Là sư phụ nói cái đó là cũng trúng. Thì tất cả những nhà lỗi lạc trên thế giới đều không có đường đi, nhưng mà họ thiên chúng ta, thiên đấng kia có đường đi thênh thang, các chi gì dẫn dắt từng bước mỗi ngày để mà cứu một cái dân tộc đang sắp sửa bị diệt chủng và bị mất nước bể tay của Trung Cộng. Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2024 sáng thứ bảy, nên mình nói chuyện đạo đi. Tự vì chuyện đạo là mấy vị kêu 5 năm trước con đã nói đạo rồi. Con đã cứu được mấy chục triệu người, đã làm cho hàng cả một nước Việt có một cái nguồn hy vọng về tương lai của thời mạt Pháp. Là con sẽ về Việt Nam làm vua và sẽ gặp lại sư tổ tôi Đức Thầy. Hai người sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn, khoảng năm nay. Nhưng đạo đã làm xong thì đạo nó như cái cây hạt lúa tự động nó mọc lên, mỗi ngày có nhiều nghìn người. Thì từ đó mấy vị nói bớt chuyện đạo, lo chuyện đời. Tại vì bài kính thiên mẹ nói là nửa đời nửa đạo, thì từ đó lo đời thì mới lo chuyện Trump mà lo chuyện chính trị. Nhưng mà không có tham chính trị, ở đó có bản sáu không, không danh là ai cũng biết là không có một đồng bạc nào trên này rồi. Không lợi là chả ít lợi và toàn là bị chửi không. Từ lúc mở cái chùa này mặt đường Vinh Minh, không vận động nghe quỷ thì ai cũng biết. Không chính trị, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, sư phụ không có thuộc tổ chức thành phần nào. Tự sư phụ là giáo chủ của Thiên Tâm và đồng thời là người sáng lập Thiên Việt cho nước Việt tương lai. Và không có làm phiền ai, sư phụ không làm phiền ai, giàu cho người đó ác với sư phụ. Có bị Cộng sản mua chuộc, có phản sư phụ, có ở nào dù cũng không có nêu tên, cũng chẳng có lên. Chứ sư phụ lên cái kênh này nó một cái là mệt đó. Sư phụ rất là từ bi, cả hàng đệ tử cũng vậy. Mình trở lại cái số 3 là không chính trị. Cái chữ chính trị này giải thích như thế này. Chính trị khi nào một người mà háo quyền tước, ham quyền, rồi dùng mỗi thủ đoạn đi campaign, đi vận động để mà mình đạt được cái chức này chức nọ. Còn sư phụ không có, tức là không có chính trị, cái đầu không có. Nhưng mà cái số mệnh phải làm vua, phải cứu nước Việt thì là số mệnh. Thì cho nên sư phụ giải thích để hàng đệ tử rõ. Sau khi hết Covid, mấy vị nói con sắp sửa đi về Việt Nam lo cho 100 triệu dân cái bao tử, thì con phải để cái phần đạo bớt một bên và cái phần đời. Thì từ đó tới ngày hôm nay sư phụ đi tứ tung để lo vận động phần đời. Trong nhân loại chúng ta tu thì cũng có tu đó, nhưng mà đời á, nhiều hơn tu, 80-90% là đời. Sư được lòng cả hai giới, vừa tu vừa đời, vừa thầy vừa không thầy, vừa cộng sản vừa quốc gia, HO hay là đảng viên cũng đều thương sư phụ hết. Huống hồ chi á, là quốc nội và quốc ngoại cũng đều thương. Chỉ có một số phần trăm rất là nhỏ, đó là gọi là cộng sản cực đoan, gọi là bán nước Trung Cộng. Và họ không bao giờ tin, họ là vô thần, họ không bao giờ tin cái triết lý có Thượng Đế và có Phật. Sư phụ là người được cha Thượng Đế chọn và tất cả các chư Phật, hội đồng chư Phật chọn xuống trần để mà cứu nước Việt màn ba này, một người duy nhất. Nhưng mà về quá lâu, cả cuộc đời sư phụ hôm nay năm mấy tuổi, và mấy bác HO từ trại tù Nam Hà năm 79 phò sư phụ tới ngày hôm nay á, là gần biết bao nhiêu bác. Bây giờ chỉ còn có vài bác còn sống, nhưng mà cũng 80-90 tuổi. Sư phụ hôm nay nói về tham sân si. Trong khi mà mình mong chờ, mong cầu một cái gì mà lâu quá nó không có thành á, thì trong lòng mình cũng sanh ra nghi. Từ đó mình mới có ngã mạn, rồi mình mới gọi là tham sân si. Tham là gì? Mình mong cầu.
Tham là gì? Trong một cái tổ chức 5-7 nghìn người của hàng đệ tử của Thiên Tấn Kiệt này ở hải ngoại và mấy chục triệu bên nước Việt, mình cũng muốn đứng trên, ngồi trên và chỉ ngón tay những huynh đệ tỉ muội của mình. Thế đó cũng là lòng tham. Tuy là mình rất là có công giỏi, lo mọi chuyện Phật sự, chuyện trên núi, nhưng mà khi mình có lòng tham, mình cũng vẫn đi sai được. Thì từ cái lòng tham mới sanh ra nghi, rồi từ đó nghi thì mới đi theo đường tà đạo, giữa chánh và tà, giữa sàng lọc của thời hôm nay. Hôm nay chúng ta, thế giới đang sàng lọc, họ Thiên cũng đang sàng lọc rất là kỹ lưỡng. Để khi sư phụ về Việt Nam, cái núi này, hiện bây giờ cái núi này đã không còn phe phái và tranh giành nữa. Chỉ có một phe duy nhất, đó là phe đọc kinh thôi, với ngồi thiền thôi. Không có cái phe nào, hiếp phe nào hết. Cái núi hôm nay là thật, cực kỳ thanh bình, hơn trong tất cả những thời đại mười mấy năm lập núi. Mấy con có đồng ý không? Đó là tham. Tham thì làm sao? Tham thì phải sân. Là vì mình không được cái đó, mình sân. Là vì chiếc xe hộ chở được có 6 người thì chở những cái YouTuber với những cái media, để mà khi hộ ngồi đâu thì tụi nó bật máy lên, nó quay thì nó bỏ lên mạng. Cái bộ là tiếng nói của cái thế giới, tức là món ăn của toàn dân tộc người Việt. Thì toàn là nữ không à, có thằng nam là YouTuber đâu, Cường hả? Thì trên những cái hình ảnh thì thời nay sư phụ là cuốn kinh sống. Cuốn kinh sống có nghĩa là sư phụ ăn mặc giống như đời. Sư phụ đã nói rồi, khết in lai, tức là phần của Thiên Việt ra đời. Sư phụ lo chuyện đời thì mặc áo đời, để cho những bác HO, những người không có biết tu công giáo, cũng không biết tu đạo Phật, họ cũng có phần kính nể sư phụ, để mà phò sư phụ về nước Việt. Thì phải giống đời, cũng có lúc phải đeo kính đen cho nó ngầu nữa kìa. Còn khi mà đi vận động campaign, đi qua nhà ông Trump ở Maligo, ở đó, thì toàn là gái. Tự nhiên là phải xung quanh là vậy. Khi không những đứa mà không được thì nó đố kỵ, tham, sân. Sân thì thành cái gì? Thành cái si mê u tối. Không có chánh kiến, không có hiểu chuyện chung. Là sư phụ mình đang lo cho nước Việt, đang lo cho dòng họ của mình tương lai, chứ đang lo cho tương lai của mình tương lai. Mà cứ lo cho cá nhân, ham sân si, rồi nghe lời của những người lớn ở trong này, gọi là họ Thiên chúng ta. Có những người gọi là cộng sản nằm dùng rất là lâu, xu đều biết tên hết. Cho nên khi mang cái xác phàm, mỗi chúng ta đều khác, mỗi người cốc trời xuống, thì có tinh thần chánh nghĩa và những cái gì bất công mình chịu không có nổi. Còn những người mà thiên ma tu la, họ có cái thần cực đoan và họ chỉ muốn có lợi của họ, cái riêng tư của họ, cái gì của họ muốn đạt được cái chức cao quyền trọng á, thì họ đầu thai thành cái khối đen, khối trượt, gọi là cờ đỏ sao vàng. Thì cái núi chúng ta mấy tháng nay bị cộng sản nằm dùng trên này, sư phụ biết hết, tất cả đều biết hết, cho họ nằm dùng. Cả nữ cũng vậy, bên cạnh sư phụ cũng có cộng sản nằm dùng. Tại vì sàng lọc mà mình không cho họ nằm dùng thì làm sao mình biết họ Thiên đứa nào tu giỏi và tu không giỏi. Thì cứ chọn. Nhưng mà đường ai nấy đi thì không có chuyện tham sân si. Rồi thành ra thân khẩu ý, khẩu nghiệp. Khi một cái ý mình si mê, mình không có nghe lời sư phụ mình, mà nghe lời theo cái triết lý vô thần. Vô thần nó ma mị lắm. Sư phụ là tam tịnh nhục, mặc áo đời, mang kiếm đen. Còn thiên ma bề ngoài rất là tu hành đàng hoàng, nhưng bên trong có một khối lượng rất là ghê gớm và dìu dắt nhân là đi vô A Tỳ. Mà không có nói nhiều đụng chạm nghe. Thân khẩu ý nó tùy theo những cái người mình phạm. Thí dụ người mà có chánh kiến ở chí khôn, khi mà mình chờ sư phụ mình lâu quá, không có về nước Việt, không có làm vua, thì cũng nhẫn nại để chờ xem, thì sư phụ mình còn cứu mình nổi. Còn mình đã lỡ mà nghe lời xúi dục của ai đó thì cứu khó nổi lắm. Tại vì khi mà đã bán linh hồn cho bên vô thần rồi thì chỉ có đọa địa ngục vô gián thôi. Mà một người thường á, thì không nói, mà một người chuyển lưng thánh dương thì là nó nhân lên gấp tỷ lần á. Là về cản trở hàng triệu người. Cộng sản là vô thần,
họ có thể nói Hồ Chí Minh cầm cục gạch nung lửa được, và họ làm cho cả dân miền Bắc ngày nào cũng lên đài radio mà để nói. Cộng sản nó chỉ nói để lạc lòng tin những cái người lửng lửng, gọi là nửa nửa thôi, là họ đã thắng cái đó. Cho nên tại sao từ đầu á, cha mẹ kêu Hụ nói lại là phải có bi chí dũng, tất cả đều phải có bi chí và dũng, phải có cái nhẫn nại nữa, chứ không phải mình muốn cái là mình được liền, không phải mình chờ lâu quá cái là mình bực lên, nó không phải như vậy. Mô Niệm Phật, hôm nay ngày 22 tháng 6, sáng thứ bảy, tại đỉnh núi Thiên Long Sơn. Trước khi vô đời, Hồ nói đọc cái bài sấm này, nó sẽ ứng nghiệm trong vài tuần nữa của Đức Thầy. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thách tướng trừng quỷ lộng sang hà. Thì bữa thượng đã nói là hai tiếng sấm rồi, mình chỉ chờ một tiếng sấm nữa là sư tổ sẽ xuất hiện, nhà sư phụ được diện nè. Ở bữa ở Hà Nội một đống tiếng sấm, 1000 tiếng sấm, cái đó không phải là tiếng sấm thiệt, cái đó chỉ là diệt trừ mấy cái âm binh ô trượt đồ của Hà Nội thôi, để mà chuẩn bị đón một vị Phật sắp ra đời. Tiếng sấm nổ này ngay trên núi Cấm giờ rất là lớn khủng khiếp, sẽ làm nứt đất nẻ đồ ra hết. Mấy ông rồng á được lệnh nằm ở đó nhiều cái chục, 20.000 năm rồi, sẽ sắp sửa rời rồi. Thì hiện bây giờ cả thế giới hoang mang, mọi người hoang mang, tất cả các hội thiên cũng hoang mang. Tin sư phụ mình cũng chích trùng trăm ta nghe đừng tin hết các con. Giờ sư phụ làm Minh Dương rồi lúc đó tin hết, tin trăm trăm á là sư phụ nói là mê tích dị đoan á. Thiệt mà, chỉ có một mình sư phụ biết và cha thượng đế biết thôi, với Đức Thầy thôi. Có mấy con chích chục lại thủ đã mừng rồi. Thượng đế nói không bao giờ sai. Nếu sai, tất cả kinh điển của Hòa Hảo, của Bụi Sơn Kỳ Hương, của Ngũ Đại Truyền Thừa, của ông Trạng Trình, của Lưu Bá Ôm, của Thư Bối Đồ, của Notre Dame Miss, của bên Cao Đài đều sai hết. Và kinh Khải Huyền của Công Giáo cũng sai hết sao? Chúa xưa nói cũng sai sao? Là Chúa nói khi ta có một vương quốc của ta, tiếng nói của ta sẽ loan rộng toàn thế giới mà. Thì bây giờ ở đâu có thấy Chúa đâu, cũng đâu có ai mà có vương quốc đâu. Thì tất cả kinh điển trên thế giới này đều sai hết. Nếu cái này không xảy ra, chứ đừng có như những đứa nó khôn quá thành nó ngu quá, rồi cuối cùng nó phản thầy phản bạn, để mà nó đi đọa địa ngục vô gián. Thù cú không có nổi, để khi đã phạm thượng nặng rồi thù cú không có nổi thiệt đó. Cha cũng không chấp nhận nữa, mẹ cũng không chấp nhận nữa. Tại nó là một cái tư tưởng, nó là cái mầm mống chập chờn, nhiều màu nhiều khác, rất là khó. Nên mình đã tin Thượng Đế thì giữ hình Thượng Đế, hình Phật mẫu. Tin Thiên Tâm thì đeo dấu Thiên Tâm, đeo trên cổ, đeo tới ngày chết. Đọc được cuốn kinh Thiên Tâm thì gán mà đọc, đó là món ăn tinh thần. Món ăn cao sang mỹ vị không có bằng món ăn này. Mà khi đã bỏ rồi cầm lại không có nổi. Những ngày đầu vua đã thường của anh định là nổi. Sàng lọc là rất là kỹ. Hồ chỉ nói là sư phụ là người con duy nhất của Thượng Đế, là Minh Dương duy nhất của Thượng Đế, là Thiên Tử duy nhất của Thượng Đế. Phúc trần ở thời nay có 7 dòng hầu hoàng, và có cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với các chư Phật thiên địch, không có người thứ hai. Còn ai ở ngoài đó muốn hiểu cái gì, hay là nghe những lời của ma quỷ nó xúi dục, nó nói nó xuyên tạc như thế nào, thì do cái tâm của mình nhìn để mà phán xét. Hồ là người truyền tin thiên tử không có làm lỗi, thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nghe lời cha dạy mẹ dạy. Thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nhớ bổn phận của mình, phải làm cho cái quả địa cầu này từ cực ác thành cực thiện, năm thứ ác sẽ đi. Thiên tử lúc nào cũng thương 100 triệu dân nước Việt, lúc nào giờ giấc trí tuệ sức khỏe cũng đều hy sinh cho 100 triệu dân nước Việt, là chuyện chung của đại cuộc. Nước Việt sau này nó sẽ thống lãnh toàn thế giới.
Thiên tử không bao giờ nghĩ cái gì riêng tư hết. Còn những ai mà nghĩ riêng tư, nghĩ cho ta, cho cái của tôi, thì cái đó là tà chung. Người nào theo thiên tướng Kiệt thì là phải thương trăm triệu dân, thương dân tộc của mình, thương những cái người hiền trên thế giới, cả người Mỹ người Mỹ mà nếu nó hiền. Còn cái nghĩ của tôi và cái ngã của tôi và tôi phải được cái này thì là riêng, thì không có đúng. Thất tướng Trần Quỷ Lộng Sang Hà, thất tướng mình phải dịch như thế này là quân khu 7, hay là 7 ông tướng, hay là 7 ông bị Tô Lâm đạp đích đi rồi. Thất tướng Trần Quỷ Lộng Sang Hà, hiện giờ quỷ đang lộng đúng không, kêu binh là quỷ, chơi với mà Putin là khúc gỗ một, khúc gỗ một mà cũng chơi, một cái nước sắp điêu tàn mà cũng chơi, đã bị Âu Châu lên án rồi. Rồi hôm nay chơi với một cái nước mà sắp điêu tàn nữa thì cũng nghĩ cả thế giới có nhìn nước Việt Nam là để mà ban giao, rồi để mà viện trợ hay là làm ăn không. Thì ai chết, Tô Lâm đâu có chết, Tô Lâm giàu mà, chỉ có 100 triệu dân sẽ nổi tiếng, quốc gia không bao giờ ngóc đầu nổi. Thế hệ trẻ 18-45 sẽ không bao giờ có cơ hội để mà có một cái mái nhà, một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, sức khỏe, được chăm sóc, chất dinh dưỡng đầy đủ, sẽ không bao giờ có. Nó cứ tiếp tục như thế này. Cho nên cơ trời đi rất là chính xác và rất là đúng. Nhưng mà cơ trời đi nó quá cao siêu. Người thường á, nôn nóng và mong cầu tham lam, khó mà nhẫn nại chờ lắm. Cứ nghĩ là nó là hư ảo, sẽ không bao giờ hư ảo. Thề là nước của mình sẽ không còn. Hiện bây giờ nó giống như là đảo chánh thành công á. Hiện giờ Tô Lâm đảo chánh thành công đúng không? Đất nước nó đang hoang mang, là một quốc gia giống như thời vào thập nhị sứ quân ngày xưa vậy. Thì trong ông Cảnh Tình ông nói chừng nào thằng ngốc làm vua đó. Cái người nào nó có trình độ nào, sự ổn dẫn như thế nào thì nó ở vào cái vị trí đó. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. 6 triệu người ra hải ngoại, không có người nào mà gọi là một cái gia đình trọn vẹn ở hải ngoại. Mấy con có công nhận không? Và những cái gì thù nói lâu nay lâu quá mà bao tử nó đói, ta đâu có nhẫn nại ta tin, thì lúc đó họ mới quản hồn, họ mới đi kiếm. Cho nên những hàng đệ tử mà chờ ông nổi mà hôm nay dục hình cha hình mẹ vô thùng rác, dục dấu thiên tâm vô thùng rác, thì lúc đó nó cũng sẽ trở về nó kiếm, thì mấy con kiếm cái khác cho nó đeo lại nha. Hồ giám cá độ 1/1 triệu, tiếng sấm nổ sẽ quay lại, sẽ nổ. Còn nếu không nổ thì thù chấp nhận cho tất cả các hàng đệ tử mà phản núi á, cứ đi đi coi ai thắng ai thua. Tại vì mình phải nói một cái lô an ủi cho tụi nó, để nó đang ngồi cười, để nó sẽ coi mấy cái này, các con sẽ thua, xương sẽ thua nè, nghe anh thua, thì Trang thua, nghe anh Trịnh thua nè, có tật có tài mà. Đồ người đệ tử nhưng mà vô minh cực kỳ. Một bên á thì luyện âm binh, một bên thì cái đọc Lăng Nghiêm ngay đây á, cái nào sướng hơn vậy? Mấy con thích đi luyện âm binh hay thích đọc kinh vậy? Chỉ chuyện đơn giản vậy thôi. Rồi á, một bên á thì là cùi bắp, không có sen nào mà đi vô ăn quậy nói tha rồi cần nói này nói kia. Còn một bên á thì hy sinh cả cuộc đời mấy chục triệu đô để làm chỗ cho mình có bóng cây bóng mát, mình ngồi đầu kinh thỉnh chư thiên xuống. Bên nào là chánh, bên nào là tà vậy? Còn mấy cái chuyện xuyên tạc, cái này là mùi mùi của sư phụ ở trên trời, thì nó có cái sự thanh thích, tự nhiên đi ghét mùi mùi người ta. Mỗi người có sứ mệnh, trở về đường cơ long hổ từ năm 79, đã trải qua 5-6 đời rồi. Những cái mát mỗi một năm già đó là chết, thầy sắp phàm mà, nhưng mỗi mát cũng vẫn về, mỗi lần mình cũng lớn ở đây nè. Sẽ có những người bước ra tiếp tục để mà lo tiếp, cho đến khi nào mà sư phụ đi về núi Cấm làm Minh Dương. Chứ không phải còn ma quỷ thì nó nói chuyện, muốn nói chuyện nào nói. Cái đó cũng là cái sự thử thách của cái hàng đệ tử, coi có những bền gan bền trí mà sư phụ thường nói. Rồi có qua nổi cái đồng tiền mà của cộng sản nó gài vô trên núi mình để mà mua chuộc từng người hay không. Cái chuyện rõ như bàn tay vậy đó, vậy mà có không nhìn ra được nữa. Bảy núi mì mong mỏi từ lâu,
Hắc Sơn Bảy Núi ha, tức là ở bên đó đó người ta mong mỏi Minh Dương về nước, mong mỏi Đức Thầy xuất hiện. Thì câu này Hắc Sơn Bảy Núi nhiệm màu, dĩ nhiên Hắc Sơn Bảy Núi là nhiệm màu rồi, lúc nào cũng nhiệm màu, cho nên bao nhiêu linh căn vong linh từ khắp mọi nơi dồn về miền Nam. Sau này khi có binh biến miền Bắc cũng chạy vô miền Nam, chạy vô núi Cấm để nó coi cái sấm cơ, nếu mà sư phụ trúng quá thì sấm cơ có nói ở dưới có đền vàng Mỏ Ngọc á, thì nó xuống nó đào. Mà bữa giờ là Trung Cộng nó khoan nó đào gần mấy chục năm rồi mà ở đâu thấy gì đâu. Phải chờ sư phụ, cái bàn tay của sư phụ lã của cha nè, cái chân sư phụ lã thì từ đất sét nó mới thành vàng được. Chứ chúng ta có linh hồn, chúng ta là thần linh, chúng ta là ở cõi quan âm thiên xuống, thì chúng ta chỉ mượn xác để học hỏi thôi. Thì tất cả những vị thần linh người ta không có xác nhưng mà ta vẫn là hiện hữu, cũng giống như mấy con mỗi ngày gặp các vị mỗi ngày nè, mỗi lần đứa nào mà ngồi đọc kinh hả sư phụ thần nhìn thấy hả muôn trùng luôn á, ngồi ở đây luôn á, rất là đông. Đọc kinh ngay chỗ này mấy chư thiên xuống rất là đông, ngay chỗ này thôi, trên điện thì cũng có rất là đông, nhưng mà chỗ này là linh thiêng nhất. Nên đứa nào bỏ cơ hội, bỏ cái bông sen về trời đó, đứa đó cực kỳ khôn, khôn quá. Quá giang long hiện trên bầu trời Nam, tức là ở dưới núi Cấm á, mấy vị nói sư phụ rồi ngày hôm qua đó, là dưới lòng đất có những con rồng khổng lồ. Con nên nhớ con rồng á, mà của ông trời, của cha đó, nó bự khủng khiếp. Cái trái đất này con nghĩ nó giống như cục đá vậy đó, đá nhỏ vậy đó. Ông rồng ông phun một cái là giống như thời thay so cháy hết trái đất này. Thì lúc đó là khi tiếng sấm mà nó nổ ra thì mấy ông rồng sẽ bay lên, binh rầm rộ núi sam núi sập. Thì lúc đó là những cái âm binh hay là những cái binh lực mà của con của Hussein đó tấn công vô miền Nam á, thì quân đội của mình, quân đội của Chánh Nghĩa nghe, trong quân đội của Việt Cộng của ông Phan Nhân Giang có bên tốt bên xấu nghe con, công an cũng có tốt có xấu nghe, không phải ai cũng xấu hết, mình không có nói vậy nghe. Rồi trong bộ chính trị cũng có người tốt người xấu nghe, cái gì nó cũng có tốt có xấu trong đó, núi mình cũng có người tốt người xấu. Thì đời nó có hai mặt, để vừa hỏi bữa giờ tại sao có cái nạn này, thì trên nói là cái đạo đại đạo ra đời là thiên tâm, thì nó cũng có tà lẫn lộn, nó có chánh có tà, để cho nhân loại sau này học bài học. Những người mà làm tan tác ngày hôm nay á, sau này á, sẽ có cuốn sách chửi tên từ đứa, và để cho những cái thế hệ sau, nghìn năm sau á, học nhất tự nhất sư là gì, phản thầy phản bạn là sao, địa ngục thiên đàng là như thế nào, chánh là tà như thế nào. Phải có cha có cặp mắt bi chí dũng, chứ không có thể chạy theo bầy đàn. Tất cả linh hồn của chúng ta chết, cả cha mẹ anh em vợ chồng cũng không có đi chung với ta, thì tại sao chúng ta phải chạy theo bầy đàn? Ở Việt Nam bây giờ cũng theo bầy đàn. Cái giờ vụ mà ông thầy đi bộ vòng vòng ngoài đường á, thù có giải thích cái áo đó giống áo design, nhưng mà thù đâu có nói cái hạnh của ông đi như vậy gọi là sai đâu. Nhưng mà sư phụ cũng thường nói, nếu mà người nào mà khôn mà ghép lại á, có thường sư phụ nói là ma diệt ma, thời mặt pháp này thời cuối cùng, ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Thì cái công thức là như vậy, ở trên sắp xếp là như vậy, để làm chi? Để khi tiếng sấm nổ một cái á, thời Phật trời Bồ Tát xuất hiện không có tạo nghiệp. Bảy ngày à, 8 tháng 6 năm 2024. Này trò mới đi chỗ cô bác Nguyễn Tiến Hưng. Bác này là người cuối cùng nhìn cái Việt Nam Cộng Hòa bị bức xử, nhân chứng còn sống. Ông là tên là Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Mỹ mà nó bỏ mình á, Việt Nam Cộng Hòa chưa có bao giờ thua nha. Chưa bao giờ đầu hàng. Chưa giờ đầu hàng cộng sản, mà chẳng qua là mình thiếu đạn, thiếu tiền, thiếu đạn mình đi thôi. Còn cái lá cờ này cũng chưa bao giờ nói là sẽ không còn cơ hội cắm gì dinh độc lập. Còn chuyện của sư phụ, chuyện sư phụ làm sao đem cái lá cờ này
trong năm nay trở về lại thì hai câu chuyện lớp già lớp trẻ mà kinh nhiều sao sẽ hiểu. Ông kể mà lúc mà Việt Nam Cộng Hòa của mình bị thương á, không có y tế cũng không ai tiếp cứu nữa, cái chỉ mà mai mấy cái đường bị thương á mà phải mai bằng dây điện thoại. Tại vì ở ngoài chiến trường không có ai tiếp tế hết. Là ngày đó là ngày 20 tháng 4 rồi. Nó thuốc men á, mà mai giá trong cơ thể con người á, mà mình không có chỉ để mai mà mai bằng dây điện thoại lính á, thì làm sao đánh. Ai như đạo Phật thấy khổ không? Ngày xưa khi Đức Thầy nói sư phụ biết á, là con đừng có lấy cái lá cờ này xuống rồi sư phụ treo ở dưới chân núi nè. Tại sau này á, nó sẽ hàng gắn dân tộc và nó sẽ treo trở về với độc lập lại. Mà thời đó, 5-7 năm trước sư phụ ở trên núi này nói, ta đâu nghe đâu, ta đâu có tin. Bây giờ mấy bác Cộng Hòa, mấy bác Quảng Hồn, trời ơi, chuyện nó trúng quá, sắp sửa rồi đó. Hôm nay là kỵ binh nổi loạn, thì là một triều đại sắp thay đổi. Mấy con hiểu kỵ binh là gì không? Hồi thời vua Lê Chúa Trịnh, lúc mà Lê chưa thống, là nhà Lê sắp bị mất, thì vua Lê Chúa Trịnh thời đó, cả hai bên đều nắm quyền, nhưng mà thật sự cái quyền thật sự không phải là của vua Lê Chúa Trịnh, mà là của một đám, cũng giống như quân tướng, giống như tướng đi bắt người vậy thôi. Khi một cái triều đại có hiện tượng nó nổi lên, thì là triều đại đó suy tàn, sẽ thay đổi. Thì hôm nay con thấy Tô Lâm không? Trong vòng 1-2 tháng là dẹp loạn hết, giống như đi không có bóng người, coi như bất trọng, không có ra gì luôn. Thì một triều đại sắp thay đổi, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Về mặt đời thì vậy, còn về mặt ở trên á, gia tính là cho toàn cái địa cầu. Cái nước Việt là một trong những nước đi chung với cái địa cầu. Mà cái nước Việt á, sau này sẽ là lãnh đạo thế giới. Gần đây sư phụ hỏi, sau này cái vụ Việt Nam có phải người Mỹ sẽ giúp mình không? Thì mấy vị hồn thiên sông núi mới nói á, ngài coi mấy vị kêu sư phụ bằng ngài không, ngài thấy nước Việt Nam Cộng Hòa, ai là người làm cho Việt Nam Cộng Hòa thua thì sư phụ nói là Mỹ. Đúng, người Mỹ. Vậy khi ngài về Việt Nam, ngài lãnh đạo đất nước, ngài còn tin Mỹ không? Sư phụ nói không tin. Thì mấy vị nói đúng, ngài có bản lãnh và ngài phải làm sao cho người Mỹ phải theo mình, chứ mình không có theo họ thì phụ là có cách. Cho nên sau này thế hệ hôm nay hay thế hệ sau cũng không bao giờ nên tin Mỹ, nó chỉ là bạn với mình một đoạn đường thôi, càng dĩ nhiên là không càng tin tàu rồi. Mình chỉ có tin những cái gì mà xảy ra hàng ngày trên cái thế giới này đều là do cái sự tính toán rất là tỉ mỉ của Thượng Đế thôi. Mình muốn gì, mình muốn thay đổi như thế nào, mình làm cái gì, chỉ có cha là Thượng Đế là người sắp xếp. Sư phụ là người nói chuyện với cha thường xuyên, mới nói hồi sáng ngày hôm qua nữa nè, sau này nước Việt phải làm cái gì để cho Mỹ nó theo mình. Trở về cái lá cờ này, sau khi 5 năm sư phụ lên trên mạng nói chuyện thì những đứa bị nhồi sọ cả 50 năm nay từ Bắc đến Nam, họ bắt đầu họ ngã ngủ, họ đồng ý. Họ đồng ý từ ở trong thâm tâm là thuộc nói chúng. Chỉ có lá cờ này mới hàn gắn dân tộc Bắc Trung Nam, hải ngoại quốc nội mà không có đổ máu. Cho nên bây giờ mình bị bớt chửi bao que, mà chỉ có một người duy nhất làm được. Gần đây Hà Nội bị sấm sét vào ngày qua rồi, khủng hoảng luôn. Một có bao lâu ta, 3 tiếng hả, là mười mấy nghìn cái sấm sét. Thì lúc trước mấy clip cũ vỡ hởm á, thì Hồ nói là sẽ có tiếng sấm sét cuối cùng. Thì lúc hôm qua hỏi lại thì mấy vị nói cái sấm sét này là chỉ như clean up mấy cái trượt thôi, tại bên cõi vô hình nó cũng còn những cái xui xẻo á, trượt là giống như xui xẻo vậy đó. Thì những cái này á, dòng linh ma bị chấn ém rồi của tàu á sẽ tiêu hết, rồi lúc đó đó nó sẽ có tiếng sấm sét thật sự lớn hơn nữa, thì lúc đó Đức Thầy sẽ xuất hiện. Còn trả lời cái náo nhiệt
mà của ông Nghĩa. Mình phải nên nhìn như vậy nha. Thừa không có phải là người nói xấu ai, cũng không phải là người nói tốt ai. Cái gì thật là mình nói thật. Cái đó cũng là chiêu trò của Cộng sản. Trong lúc mà Tô Lâm đảo chánh bữa giờ đó, để cho dân bớt chú ý thôi. Còn cái hạnh ông Tô thì cũng đúng đó. Mà nếu mà mấy ông thầy quốc danh mà trong Phật giáo của Việt Nam á, mà làm được á, cũng mừng á. Chứ thường có nói ông làm đúng làm sai, dù chỉ nói cái hành động đó để mà làm cho cái lòng dân bây giờ á, người ta đang chú trọng vào sự lãnh đạo của nước Việt, vào công an việc làm, tiền bạc, rồi sự thời tiết thay đổi bất thường, bữa thì hạn hán nóng, rồi bữa thì mưa, bữa thì sấm sét, những ngày kế tiếp những gì xảy ra. Tiền là quan trọng nhất của từ mỗi cá nhân chúng ta, kế tiếp là gia đình, rồi kế tiếp lên tới tỉnh, thành phố, rồi quốc gia. Khi quốc gia mà hết tiền thì là hết tình luôn, là hết quyền. Một cái đất nước xáo trộn như vậy, thế giới đâu có giờ mang tiền vô đầu tư. Họ rút ra thì kỵ binh hôm nay đang thắng hết. Đó là lý do tại sao người ta nghĩ sự chính trị, không có chính trị. Con của Thượng Đế không có biết chính trị, chỉ có biết thương dân thân, nhận lãnh nhiệm vụ của cha của Đức Thầy xuống trần để mà lo cho nước Việt làm sao trở lại bình thường, thành một nước cơm no áo ấm, dân tộc có học thức trở lại. Chứ còn các con cứ suy nghĩ, một cái thể chế ngày hôm nay nó đã đi đến như vậy, cả thế giới đều chạy hết, tẩy chay hết. Rồi bây giờ kỵ binh bây giờ nắm chính quyền, cái đất nước này sẽ đi về đâu? Sẽ đi giống như hành bộ lạc thời thượng cổ à? Đồ đồng đồ đá à? Chơi với ai? Nó không có đường để đi lên nữa. Hôm nay xém một chút là bị xóa sổ bản đồ thế giới. Bây giờ bất cứ ông lãnh đạo nào của Việt Nam mà đứng lên lãnh đạo cũng đều là Trung Cộng ở sau lưng nó, từ từ rồi á. Mày đưa cái nước mà cho tao nghe, thì Tô Lâm phải nói yes thôi, phải đồng ý thôi. Nghĩa là cái dựa vào một cái thế lực ở ngoài để mà củng cố thế lực của mình ở trong đó.